chào bà con nông dân và quý khán giả. Thưa bà con, canh tác vườn cây ăn trái dù là mùa thuận hay mùa nghịch thì làm thế nào để cây cho được nhiều hoa, tạo được nhiều quả, quả to, tròn, bóng đẹp, nặng ký là mong muốn của mỗi nhà vườn. Nếu áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng đúng các giải pháp dinh dưỡng thì Kim Hiền tin rằng bà con mình hoàn toàn có thể đạt được những điều mong muốn. Và điều này sẽ càng được minh chứng hơn qua chương trình Nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng kỳ thứ 5 năm 2017 do Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre phối hợp cùng Tập đoàn Lộc Trời thực hiện với chủ đề Dưỡng trái xung cây. Tham gia giao lưu với bà con mình trong chương trình hôm nay là những chuyên gia trong lĩnh vực cây ăn trái đến từ Tập đoàn Lộc Trời. Xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt, trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Kỹ sư Trương Phan Khải, trưởng ban điều hành chuỗi dự án cây ăn quả. Và trước tiên thì xin cảm ơn hai vị diễn giả đã tham gia cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và để được đồng hành cùng với chương trình, bà con hãy gọi về tổng đài số 0753835000 để được các diễn giả tư vấn ngay trong phần giao lưu. Và Tập đoàn Lộc Trời cũng sẽ dành 3 phần quà cho 3 khán giả có câu trả lời và nhắn tin sớm nhất khi tham gia tiết mục Đố vui nhà nông. Kết quả chúng tôi sẽ công bố vào cuối chương trình. Còn bây giờ, mời bà con và quý khán giả cùng với chúng tôi đi vào nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Thưa bà con, sau khoảng thời gian ra hoa đậu quả thì hiện nay sầu riêng đã bước vào giai đoạn mang trái. Đây được xem là thời kỳ quyết định đến năng suất cũng như là chất lượng của sầu riêng. Việc cung cấp phân thuốc dinh dưỡng như thế nào là đầy đủ và phù hợp cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Kinh nghiệm giúp dưỡng trái xung cây của một nhà vườn trồng sầu riêng tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang sẽ được chúng tôi đề cập ngay trong đoạn phóng sự sau. Mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi. Thông thường, cây sầu riêng từ 5 năm tuổi trở lên là có thể cho trái. Nếu để ra hoa tự nhiên thì sẽ cho trái nhiều đợt, không đồng đều. Vì thế, nhà vườn thường kích thích cho ra trái đồng loạt, tạo điều kiện thuận lợi cho khâu chăm sóc, thu hoạch. Sau thời gian đậu trái, cây chuyển sang giai đoạn nuôi trái kéo dài khoảng 4 tháng. Đây là thời kỳ quan trọng, nếu không cung cấp tốt nguồn nước và dinh dưỡng thì cây dễ bị rụng trái non. Và dinh dưỡng theo tiêu hiểu là nếu mà mình cắt trái thì cái cây nó còn thiếu rất nhiều dinh dưỡng. Còn bây giờ nếu mà mình cung cấp không đủ cái dinh dưỡng cái thời biểu ban đầu vậy thì nó nuôi trái không đạt. Bởi làm mấy năm trước thì tôi cũng không có làm như kiểu này. Tới chừng mà tôi đậy ra bông tôi mới xài dinh dưỡng thì coi như là cái cây nó nuôi cái trái không đạt. Đây là vườn sầu riêng của anh Trần Văn Bé Ba, tổ hợp tác sầu riêng Bình Hòa B, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hiện nay, vườn sầu riêng của anh đang trong giai đoạn cho trái và anh cũng như nhiều nhà vườn trồng sầu riêng khác đang tập trung chăm sóc, cung cấp dinh dưỡng cho cây nuôi trái, giúp trái đẹp, chất lượng ngon, nhưng cây không bị suy kiệt. Ngoài việc bón cân đối phân NPK, anh Trần Văn Bé Ba còn quan tâm đến phân hữu cơ giúp cây phát triển bền vững. Rồi là xài Gizumix với Goodwell với DS. Tại tôi cộng 3 thứ là tôi tưới, tôi thấy là coi như so cái miếng ngoài tôi là tôi ít tưới hơn, là cái miếng ngoài nó không tốt bằng. Tôi có đối chứng thì cái miếng này thì đạt hơn cái miếng ngoài. Ngoài cũng có tưới nhưng mà cái tôi tưới cái loại khác thì cái hiệu quả nó không bằng, thì miếng vườn tôi thì tôi thấy đạt. Là tôi xài tới 3 thằng Goodwell DS80 với bơm lower, tôi đổ gốc. Rồi trên tôi phun DS80 với Vitagym. Ngoài việc bón phân gốc, để cho bộ lá cây sầu riêng nói riêng và các loại cây ăn trái nói chung có màu xanh, bóng đẹp và chống rụng trái non về sau. Bà con còn quan tâm đến sản phẩm Silimax. Đây là sản phẩm duy nhất kết hợp cùng lúc 3 hoạt chất canxi, kali và silic do Tập đoàn Lộc Trời phân phối. Trên cây sầu riêng này, ở đây thì cái dụng này thì người ta làm theo ngoài cái việc gáp, có làm thêm lobo gáp mà xử lý ở cái điều kiện là nghịch vụ không à. Như vậy người ta cần ở cái điều kiện là cái lá nó không phải là bự, nhưng mà ta cần cái màu xanh nó phải là đủ cái màu xanh của nó. Ngoài ra nó cần cái lượng dày, với lại cần một cái số chất, ví dụ trung vi lượng cần thiết để người ta xử lý cái nghịch vụ. Nhưng mà gần đây tôi nghe cái Silimax này nó có đầy đủ chất dinh dưỡng và các cái trung vi lượng, như vậy là mình phải sử dụng ở cái điều kiện nào hoặc ở thời điểm nào mà cho nó tốt đối với cây ăn trái của mình.
Với việc sử dụng các sản phẩm phân bón hữu cơ của tập đoàn Lộc Trời phân phối, vườn sầu riêng của anh Trần Văn Bé Ba cũng như các nhà vườn khác trong tổ hợp tác sầu riêng Bình Hòa B, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang phát triển tốt, cây cho trái sai, trái to, mẫu mã đẹp. Đặc biệt cây khỏe giúp nhà vườn an tâm cho vụ sau. Thưa kỹ sư Trương Phan Khải, thì qua đoạn phóng sự vừa rồi thì kỹ sư có nhận xét như thế nào về cách làm của nhà vườn Bé Ba, và đặc biệt là anh có cái sự thay đổi là chủ động để mà sử dụng các cái sản phẩm dinh dưỡng mà chuẩn bị cho cái cây khỏe ngay từ đầu để mà tạo cái tiền đề cho cái cây sau này nó có khả năng ra hoa đậu quả tốt như vậy ạ? Kính thưa bà con, thì qua phóng sự vừa rồi thì bà con chúng ta đã thấy là nông dân hiện nay cũng đã thay đổi được cái tập quán canh tác của mình. Trước đây thì thường thường nông dân chúng ta đợi đến cái cây nó ra hoa rồi bắt đầu lúc đó chúng ta mới tập trung dinh dưỡng vào để nuôi hoa và nuôi trái, thì nó sẽ làm như thế thì cái cây chúng ta lại không đủ sức để mà cho được cái năng suất cũng như cái chất lượng như chúng ta mong muốn. Thì để có một cái vụ mùa mà thành công thì sau một cái đợt thu hoạch thì chúng ta phải cắt tỉa cành trở lại, rồi bà con đặc biệt là cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, phân hữu cơ và những cái loại phân trung vi lượng khác để giúp cho cây nó phát triển lại cành lá. Đặc biệt thì trước khi mà chúng ta để xử lý ra hoa thì cái cây chúng ta phải tích trữ đủ cái dinh dưỡng, hàm lượng carbon và natri đạm ở trên cái lá chúng nó, và đặc biệt là khi cái bộ lá cây sầu riêng chúng ta thấy thì nó phải xanh và đặc biệt nó dày mới đủ dinh dưỡng để chúng ta xử lý cho một cái mùa vụ thành công. Thì đối với những nhà vườn mà xử lý ở cái mùa mà xử lý nghịch thì sau cái đợt chúng ta tạo khô hạn và đặc biệt là chúng ta phải đậy cái màng phủ ni lông thì cái bộ rễ cây nó rất là suy kiệt. Thì sau khi nó ra hoa thì chúng ta phải hỗ trợ lại để giúp cho bộ rễ phát triển. Thì trong phóng sự chúng ta thấy thì nhà vườn Bé Ba thì đã sử dụng rất là nhiều sản phẩm dinh dưỡng để giúp cho cây nó phục hồi. Đặc biệt ở đây chúng ta muốn nói thêm một vấn đề nữa, thì trong vấn đề mà để cho cây nó ra hoa tốt thì anh nông dân đã đưa vào cái sản phẩm bơm lơ. Đây là một sản phẩm mà dùng để kích hoạt giúp cho cái cây chúng ta nó ra hoa đồng loạt. Đặc biệt là nó sẽ hỗ trợ cho cái cây chúng ta sẽ nở hoa cùng một thời điểm để tăng cái tỷ lệ thụ phấn với nhau thì sẽ có năng suất tốt hơn. Và bên cạnh đó thì sau khi nó đậu trái rồi thì chúng ta phải phục hồi lại bộ rễ bằng cách chúng ta sử dụng những chế phẩm dinh dưỡng hữu cơ mà tập đoàn Lộc Trời chúng tôi đã cung cấp để giúp cho cây nó phục hồi lại. Đặc biệt là chúng ta sử dụng cái root well để bổ sung cái hữu cơ tinh chất cao cấp từ cái nguồn phân cá để đưa vào cho bộ rễ phát triển. Với cái liều như thế thì sau khi chúng ta đưa hữu cơ vào thì chúng ta kết hợp luôn kể cả cái sản phẩm Rizomix thì sẽ hỗ trợ cho cái vùng rễ tăng hấp thu dinh dưỡng cũng như là tăng thêm cái diện tích hấp thu vùng rễ. Và bên cạnh đó ở trên lá thì chúng ta có thể phun thêm những cái chế phẩm dinh dưỡng để giúp cho nó trái nó phát triển tốt và nó đồng đều hơn. Thì chúng ta đưa thêm cái sản phẩm DS Gold hoặc là DS 80 thì đây là cái dòng có chứa rất là nhiều cái hữu cơ cao cấp và cân bằng giữa acid humic và acid fulvic để giúp cho cây nó phát triển tốt hơn. Và giai đoạn đến khi mà nó nuôi trái rồi, trái đang phát triển lớn thì anh lại đưa thêm cái Silimax. Thì đây là một cái sản phẩm rất là đặc biệt của tập đoàn Lộc Trời chúng tôi phân phối và nó có chứa được ba cái chất rất là quan trọng là kali, canxi và silic. Mỗi chất nó sẽ có một tác dụng khác nhau để giúp cho cái chất lượng, màu sắc cũng như là sự đồng đều của trái chúng ta tốt hơn. Thì với cái bộ sản phẩm dinh dưỡng như thế và nông dân chúng ta đã có biết từ cung cấp dinh dưỡng từ ban đầu thì sẽ giúp cho cái cây chúng ta đủ sức cũng như là hỗ trợ ra hoa đúng lúc và tăng thêm những cái chất để cho bộ rễ nó phục hồi lại sau một cái mùa vụ, thì nó sẽ giúp cho bà con chúng ta thành công. Thì với cái chia sẻ của trên đoạn phóng sự cũng như là phần chia sẻ của những sản phẩm của tập đoàn Lộc Trời thì hy vọng là bà con chúng ta đã bắt được những cái thông tin mới và biết được những cái kỹ thuật để mà áp dụng làm thế nào đó trong cái điều kiện mùa thuận cũng như mùa nghịch thì chúng ta cũng sẽ có được cái năng suất và cái chất lượng trái cây tốt hơn. Xin cảm ơn bà con. Xin cảm ơn phần tư vấn của kỹ sư Trương Phan Khải ạ. Thưa tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt, thì trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là một cái giải pháp dinh dưỡng từ cái Hyromix, cái DS80 rồi cả cái Rodwell nữa, thì không chỉ anh Bé Ba mà là nhà vườn ở hợp tác xã Bình Hòa B sử dụng thì nó mang lại một cái hiệu quả rất là nhanh chóng. Thì câu hỏi ở đây đặt ra cho tiến sĩ là tại sao đối với những cái dòng sản phẩm hữu cơ cao cấp này nó lại mang một cái hiệu quả vượt trội hơn so với những cái hữu cơ truyền thống mà trước đây nhà vườn mình sử dụng ạ? Xin chào bà con.
Thật sự thì khi mà người ta nói đến cái giải pháp hữu cơ thì phải công nhận một điều là bà con nông dân chúng ta là đã sử dụng cái hữu cơ này rất là lâu, từ những cái thời kỳ xa xưa. Có nghĩa là khi mà chúng ta bắt đầu canh tác thì chúng ta đã biết dùng tới phân hữu cơ. Tuy nhiên thì có những cái khác biệt rất lớn qua một số cái quá trình, các giai đoạn chúng ta sử dụng, thì tại sao là trong những thời gian sau này thì bà con dân ta lại giảm sử dụng phân hữu cơ? Có những cái lý do thế này. Thứ nhất là cái nguồn phân hữu cơ càng ngày càng khan hiếm, những loại phân chuồng, phân gà hay những phân mà chúng ta ủ thì nó càng ngày nó càng không đủ để cung cấp cho bà con để bón cho một cái diện tích lớn. Bởi vì với những loại phân hữu cơ như thế thì cái thời gian ủ rất là lâu, và cái lượng mà sử dụng cho bà con là thường là phải chừng vài tấn cho tới là chục tấn trên một hecta. Chính vì thế thì cái tâm lý ngán ngại trong vấn đề mà ủ phân rồi sử dụng lượng lớn bón trên đồng làm cho bà con chúng ta sa nhãng đi, và chúng ta từ từ chúng ta thay thế gần như là 100% là các cái sản phẩm là phân hóa học chúng ta để chúng ta sử dụng cho trồng. Thì khi sử dụng như thế thì chúng ta thấy là cái hiệu quả nó tăng cao rõ rệt, bởi vì phân hóa học thì nó tác dụng nhanh hơn phân hữu cơ. Tuy nhiên một thời gian dài sau này thì bà con lại phát hiện một điều là đất chúng ta bắt đầu suy kiệt, thoái hóa, cái kết cấu đất nó bị hư, những chất dinh dưỡng trong đất nó mất nhiều hơn, rồi cái pH đất nó càng ngày càng giảm, và đặc biệt là cái bộ rễ cây nó suy yếu, nấm bệnh tấn công nhiều hơn, và cây trồng hấp thu dinh dưỡng càng ngày càng kém đi. Khi mà bà con cho cái năng suất, chất lượng của trái, năng suất của trái cây nó cũng giảm, thì lúc đó người ta quay ngược trở lại, người ta bắt đầu sử dụng những loại phân hữu cơ, nhưng mà bây giờ là phân hữu cơ cao cấp. Thế thì cái hữu cơ cao cấp nó khác hữu cơ truyền thống chỗ nào? Cái phân hữu cơ cao cấp á, là nó tinh chất, nó chiết xuất lại những cái chất mà chính mà phân hữu cơ nó có. Chẳng hạn như khi mà chúng ta ủ phân hữu cơ quay một thì ba cái chất chính ở trong phân hữu cơ nó có của chúng ta là axit humic và cái hợp chất humin. Thì trong đó humin chỉ đóng vai trò là chất độn, còn hai cái chất chính là axit humic và axit humic mới là hai cái chất chính. Thì khi mà bà con thấy bà con sử dụng sản phẩm hữu cơ cao cấp chẳng hạn như là DS80 hay là Rootwell, đó là những sản phẩm mà nó có chất hữu cơ mà nó tạo ra từ cái quá trình mà người ta ly chích ra, người ta lấy cái chất dinh dưỡng chính trong đó là hai cái thành phần axit và humic và axit humic với hàm lượng rất là cao và nó cân bằng. Thì hai cái chất này nó lại là hai cái chất mà làm điều hòa được sinh trưởng trong đất, nó tăng được cái pH đất, nó đảm cái tính điện nó rất tốt, cũng như là nó giúp là cho cải thiện được cái quá trình mà giữ dinh dưỡng trong đất, cung cấp dinh dưỡng cho cây một cách nhanh chóng hơn. Còn Rootwell thì khi bà con sử dụng, đây là một loại phân cá mà người ta ủ theo một cái phương pháp đặc biệt so với cái phương pháp truyền thống bà con hay ủ cá. Bởi vì khi mình ủ cá mà không có đúng đó, thì nó sẽ gây cái mùi hôi và rất khó chịu. Mà nếu mình ủ nó quá, nó có thể tạo thành cái dạng giống nước mắm, nó còn đạm không. Nhưng mà cái phân cá này là một loại là Rootwell mà người ta nhập từ Úc, là một cái vùng biển nước sâu, người ta lấy con cá này về và người ta ủ theo phương pháp đặc biệt là người ta trong quá trình lên men thì người ta làm lạnh đột ngột. Và quá trình làm lạnh đột ngột thế nó giữ lại toàn bộ những cái dinh dưỡng ở trong cái phân cá đó, từ những cái chất hữu cơ cho tới cái axit amin tới một số cái vitamin, và như vậy thì nó cung cấp ngay cái dưỡng chất mà nó ở cái dạng là hữu hiệu nhất, và nó không bị phân hủy trong cái điều kiện môi trường ánh sáng, do đó nó rất là tốt cho cây. Đặc biệt là khi mà đưa cái hữu cơ tinh chất này thì với một cái hàm lượng nó nhỏ nhưng mà hiệu quả lại cao. Bởi vì khi mình xài hữu cơ truyền thống, mình xài 10 tấn hoặc là 2 tấn hoặc là 5 tấn thì ở cái dạng tinh chất người ta chỉ xài từ 1 kg cho tới 2 kg cho 1 hecta. Thậm chí là DS80 người ta xài chỉ còn 100 gram tới 200 gram. Bởi vì cái tinh chất đó có cái hàm lượng nó gấp 10 lần cho tới là 20 lần. Có thậm chí là có 30 lần so với cái hữu cơ truyền thống. Đó là lý do tại sao mà khi mình đưa vào thì mình thấy là cái hiệu quả nó tốt hơn là mình dùng cái phân hữu cơ truyền thống. Một điều đặc biệt nữa là khi mà mình sử dụng cái hữu cơ mình tưới cây á, thì nó không gây sốc cây. Những cái loại phân hóa học trong giai đoạn mà mình xử lý ra hoa rồi, khi mà mình nuôi trái thì mình đợi cái trái nó to to mình mới dám bón, bởi vì khi mà bón sớm quá thì nó sẽ làm sốc rễ và nó đặc biệt là sẽ làm rụng trái rụng cây hôm qua. Nhưng mà hữu cơ cao cấp thì giai đoạn đó mình có thể hòa lõn mình tưới, nó lại không ảnh hưởng tới cái bộ rễ, nó không làm sốc rễ mà kích thích cái bộ rễ phát triển trở lại, và nó lại cung cấp ngay cái dinh dưỡng mà cây đang cần. Chính vì thế làm cho cái chất lượng nó tăng lên, cũng như là năng suất hiệu quả nó cao hơn là mình dùng phân hữu cơ truyền thống, cũng như là mình dùng hoàn toàn phân hóa học thì hiệu quả sẽ kém hơn. Xin chào. Cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt ạ. Thưa bà con, trước khi tiếp tục phần giao lưu hôm nay, như thường lệ sẽ là tiết mục đối duyên nhà nông. Thưa bà con, câu hỏi đối duyên nhà nông kỳ này như sau. Sản phẩm phân sau đây có tác dụng kích hoạt cây ăn trái phân hóa mầm hoa mạnh nở đồng loạt. A. Bơm Flower, B. Treadwell. Ba tin nhắn có đáp án đúng và gửi về số điện thoại 0929 141 000 sớm nhất sẽ được nhận quà từ nhà tài trợ và sẽ được công bố vào cuối chương trình.
Thưa bà con, bên cạnh sầu riêng thì bưởi da xanh cũng là loại cây trồng mang lại nguồn kinh tế cao. Chính vì vậy mà từ nhiều năm nay, nhiều nhà vườn tại Tân Mỹ Chánh của Tiền Giang đã chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bưởi. Chịu học hỏi và chịu ứng dụng các sản phẩm sinh học ngay từ đầu, cho nên đến thời điểm này thì cũng nhận được một số kết quả rất là khả quan. Đoạn phóng sự sau đây chúng tôi sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Xin mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi ạ. Đây là vườn bưởi da xanh của ông Nguyễn Văn Yên ở ấp Bình Thành, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ông Yên là tổ viên tổ hợp tác bưởi da xanh Bình Thành. Trước đây, với diện tích 3,5 công đất, ông Yên canh tác lúa. Do điều kiện canh tác khó khăn, hiệu quả kinh tế thấp, ông và bà con xung quanh chuyển sang trồng bưởi da xanh. Hiện nay, cây đã trên 4 năm tuổi và đang trong giai đoạn cho trái. Ông Yên cho biết, trong 2 năm đầu, ông sử dụng các loại phân hóa học, nên đất ngày càng chai cứng, bạc màu, không còn độ phì. Mặt khác, bưởi da xanh là cây cho trái suốt năm, nên khi bón nhiều phân hóa học, cây phát triển nhanh nhưng không bền vững, dễ bị suy kiệt. Những năm gần đây, theo xu hướng thị trường, ông Nguyễn Văn Yên thay đổi tập quán sản xuất, chuyển sang sử dụng các sản phẩm hữu cơ sinh học thay cho phân hóa học. Trong đó, 2 năm qua, ông sử dụng bộ sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ của tập đoàn Lộc Trời để bón, tưới gốc và phun trên lá. Các sản phẩm ông sử dụng là Oregon, Obreplac kết hợp với phân bón cải tạo đất, Prisomic bón gốc. Với cách làm này, đất vườn được tươi xốp, không bị dẻ chặt như một số vườn khác. Đồng thời, ông sử dụng sản phẩm phân bón lá hữu cơ sinh học DSGon và phân bón lá hữu cơ cao cấp Silimac phun trên lá để nuôi trái. Để trồng bưởi da xanh thành công, cây xanh tốt, bền vững, trái nhiều, theo ông Nguyễn Văn Yên, quan trọng nhất là nhà vườn phải cung cấp dinh dưỡng, giúp bộ rễ khỏe, ít bị sâu bệnh tấn công. Năm đầu tiên tôi dùng cái thằng Sirimit tưới vô cái bộ rễ của cây bưởi, nó rất là hiệu quả, rất cao. Coi như là nó tạo cái bộ rễ cho nó tốt, cây bưởi thì nó phát triển nhanh thôi. Với cái thằng Uregon gì của Lộc Trời đó, cộng thêm nó vô nữa là nó rất hay. Bộ rễ nó phát triển nhanh thì dòm thấy cái lá bưởi nó to mà nó mướt dữ lắm. Bên cạnh bón phân gốc, trong giai đoạn cây ra hoa cho trái, ông Yên tập trung phun các sản phẩm hữu cơ cao cấp và hữu cơ sinh học nuôi trái, giúp trái tròn, đều, có mẫu mã đẹp, trái nặng ký và chất lượng ngon, bán được giá cao. Khi mà cây mang trái, tôi sử dụng Siromod với DS80 với DS1 thì xịt lên cái trái nó rất là hiệu quả, nó bóng trái mà nó nặng trái nữa. Xài rất là cái loại đó rất hiệu quả. Dường cái bên không bằng, không xài thì cái trái nó không bằng rồi, cái trái nó sần sù với nó không có xanh, nó không có mướt bằng cái vườn mà dùng Siromod. Với biện pháp sử dụng phân hữu cơ và hữu cơ sinh học, giảm dần phân bón hóa học, vườn bưởi da xanh của ông Nguyễn Văn Yên phát triển tốt, xanh bền, cây cho trái suốt năm, trái to, tròn đều. Mặc dù cây mới cho trái 2 năm, nhưng mỗi lứa, ông thu hoạch bình quân khoảng 400 kg. Không chỉ ông Yên mà tất cả 30 thành viên tổ hợp tác bưởi da xanh Bình Thành, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đều đang áp dụng phương pháp canh tác sử dụng phân hữu cơ cho cây bưởi da xanh. Kỹ sư Trương Phan Khải, thì để cho một cái vườn bưởi mà cho nhiều đợt trái như là vườn bưởi của ông Yên vừa rồi á, thì điều đầu tiên đòi hỏi là chắc chắn là cái cây nó phải khỏe. Và để cho cái cây khỏe thì trong cái giải pháp là sử dụng cái Hizomix cũng như là Ureplex của ông Yên á, thì kỹ sư có cái nhận xét như thế nào? Và đặc biệt là Kim Hiền cũng được biết cái phân bón lá Ureplex là cái sản phẩm phân bón tiết kiệm. Như vậy thì nó tiết kiệm như thế nào và sử dụng trên cái vườn bưởi như thế nào, thì chắc là kỹ sư có những cái tư vấn cụ thể hơn cho bà con của mình ạ. Cảm ơn Kim Hiệt. Kính thưa bà con, thì đối với bưởi da xanh thì một cái cây trồng hiện nay cũng đem lại cái nguồn thu nhập kinh tế rất cao cho nhà vườn chúng ta. Do đó thì bà con chúng ta cũng cần phải có những cái hiểu biết chung về cái đặc tính của cái giống bưởi này để chúng ta có những giải pháp mà chăm sóc cho cây nó đạt cái hiệu quả. Thì chúng ta biết đối với bưởi da xanh thì gần như là nó cho trái quanh năm, và đặc biệt thì ở trên vườn cây chúng ta thường thường thì sẽ xuất hiện vừa ra hoa vừa đậu trái non và kể cỏ trái lớn. Thì ở với cái điều kiện như thế thì chăm sóc như thế nào để chúng ta vừa đạt được cái chất lượng của cái trái chuẩn bị thu hoạch và nuôi được cái trái nhỏ và đặc biệt là phải đậu được cái trái tiếp theo,
thì đó là một vấn đề mà bà con chúng ta cần phải quan tâm để có những cái giải pháp tốt nhất. Thì do cái đặc tính của cây bưởi là cái thuộc họ cây có múi thì nó lại có cái hệ thống rễ không được mạnh lắm, và đặc biệt thì cái hệ thống lông hút rất ít, cho nên chúng ta phải làm như thế nào để giúp cho cái cây chúng ta có được cái bộ rễ khỏe để mà vừa nuôi được trái lớn và trái nhỏ và chuẩn bị đủ sức để ra bông tiếp theo. Thì chúng ta thấy thì hiện nay về phía tập đoàn Lộc Trời chúng tôi cũng có cái giải pháp để giúp cho cải thiện cái bộ rễ cây phát triển tốt. Thì ngoài cái điều kiện canh tác là bà con chúng ta phải trồng trên cái đất cao đắp mô thoát nước tốt rồi, thì chúng ta phải giúp cho cái rễ khỏe thì bằng cách chúng tôi sẽ khuyến cáo nông dân chúng ta đưa vào cái sản phẩm nấm rễ. Thì chúng tôi đã có cái sản phẩm Rizomix 2.5G. Đây là một cái dòng nấm cộng sinh với rễ. Trong cái sản phẩm này thì nó sẽ có 8 cái dòng nấm chuyên cộng sinh với rễ để giúp cho cái rễ chúng ta gia tăng được cái diện tích hấp thu. Thì khi chúng ta rải xuống đất thì con nấm này nó sẽ nảy mầm và nó chui vào trong rễ. Thì nó sẽ một đầu nằm ở ngoài đất, nó sẽ phát triển ra và nó tạo một cái hệ thống lông hút giúp cho cây chúng ta hấp thu nước cũng như dinh dưỡng một cách tốt hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng hỗ trợ những cái sản phẩm hữu cơ vào để cho cây hấp thu và cũng là một cái nguồn dinh dưỡng cho cái hệ thống vi sinh này nó phát triển mạnh hơn. Thì chúng ta có thể đưa vào cái root well để chúng ta tưới. Như Tiến sĩ Kiệt đã chia sẻ cái đặc điểm và cái lợi ích của sản phẩm root well rồi. Thì bà con có thể dùng cái sản phẩm root well chúng ta tưới với điều kiện bưởi đang giai đoạn mang trái, thì chúng tôi nghĩ mỗi cây bà con có thể tưới 10cc cho một gốc là đạt hiệu quả, cộng với khoảng 50 đến 100 gram Rizomix kết hợp với phân NPK bà con rải như thế thì nó sẽ rất là đạt rồi. Và chúng ta thấy thì hiện nay ngoài những sản phẩm phân bón qua lá cũng như là tưới vào gốc thì tập đoàn Lộc Trời chúng tôi đã đưa ra những hai cái dòng phân ure sinh học gọi là phân tiết kiệm đạm, là một cái dòng ure gold và ure black. Thì đây là cũng cái dòng cung cấp đạm cho cây trồng, nhưng mà đặc biệt đối với cái ure black thì nó sẽ vừa cung cấp cái lượng đạm và nó bổ sung thêm cái hữu cơ cao cấp cho cây trồng và hấp thu. Và một cái đặc biệt đối với cái bưởi da xanh thì trước đây nông dân chúng ta rất ngại bón cái phân ure trắng thông thường, với lý do là khi chúng ta đưa cái ure trắng vô nó sẽ tan rất là nhanh, cây hấp thụ cách đột ngột thì nó làm cho cái chất lượng bưởi chúng ta không được ngọt lắm. Và từ khi có cái dòng ure black cũng như ure gold của tập đoàn Lộc Trời thì nhiều nông dân đã mạnh dạn thay đổi và đưa cái ure này vào bón để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng và đặc biệt nó không gây ảnh hưởng đến cái chất lượng của trái bưởi. Thì đối với hai cái dòng ure này thì nó bón là gọi là tiết kiệm, thì ví dụ bà con chúng ta bón với cái ure gold thì nó sẽ giảm được 30% đạm cũng như 30% cái lượng lân thông thường. Cũng như đối với ure black thì bà con sử dụng ngoài cung cấp đạm nó sẽ giảm được khoảng 20% cái lượng đạm thông thường. Thì ở đây đối với bưởi chúng tôi khuyến cáo bà con bón khoảng 150 gram đến 200 gram cho một gốc ở từng giai đoạn chúng ta muốn cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây trồng. Thì như thế thì nó sẽ giúp cho cây chúng ta vừa nuôi được hoa, vừa nuôi được trái cũng như là tăng được cái chất lượng của trái bưởi. Thì bên cạnh đó thì chúng ta có thể bổ sung thêm những cái sản phẩm phân qua lá cũng như là cái DS Gold, chúng ta cung cấp hữu cơ bằng cách phun trên lá cho bộ lá phát triển tốt hơn, cũng như để giúp cho cái chất lượng cũng như là cái màu sắc trái bưởi chúng ta đẹp để chúng ta bán giá cao. Thì bà con cố gắng đưa cái sản phẩm Silimax vào ở giai đoạn nuôi trái và đặc biệt là giai đoạn trước khi thu hoạch, chúng ta đưa cái sản phẩm Silimax nào vào thì chúng ta sẽ gia tăng được cái chất lượng trái cũng như là cái độ đồng đều và cái màu sắc trái chúng ta sẽ đẹp hơn, thì chúng ta sẽ bán được cái giá cao. Thì với những cái giải pháp mà như thế thì bà con chúng ta sẽ giúp cho cái vườn chúng ta ngoài cái năng suất chất lượng cao rồi, ổn định rồi, và đặc biệt là nó phải kéo dài được cái tuổi thọ cây trồng để mà gia tăng cái kinh tế cho bà con. Thì hy vọng là với những giải pháp như thế thì bà con chúng ta sẽ thành công ở dưới những cái canh tác vườn của chúng ta. Xin cảm ơn bà con. Dạ, xin cảm ơn phần tư vấn của kỹ sư Trương Phan Khải ạ. Thưa tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt, thì trong cái quá trình mà đoàn đi ghi hình á, thì cũng được ông Yên chia sẻ là vừa mới bán được một cái đợt bưởi và cho cái thu nhập nó cũng khá. Và cái đợt bưởi mà đoàn đến ghi hình là cái đợt bưởi mà mình chờ cái neo giá để mà được, để mà bán. Thì điều mà ông tâm đắc nhất ở đây là đối với một cái vườn mà nó cho nhiều cái đợt bưởi như vậy mà đợt nào trái cũng chất lượng vẫn ổn định, rồi mẫu mã. Thậm chí là ông cắt từ ở trên xuống cân cho đoàn thấy là trái bưởi nó cũng khoảng là hơn 2kg, rồi vỏ rất là mỏng và bóng. Và trong đó thì vấn đề là sử dụng cái Silimax nó cũng góp phần cho cái hiệu quả trên. Thì tiến sĩ có thể cho biết cái nhận xét của mình cũng như là cho biết thêm về cái sản phẩm phân bón lá Silimax này ạ. Xin chào bà con nông dân. Thì như chúng ta đã biết là kỹ sư Khải cũng đã chia sẻ những cái cách mà làm sao chúng ta quản lý cái vườn, để chăm sóc cho cái năng suất cũng như chất lượng trái nó đạt. Thì ở đây tôi chỉ trao đổi thêm một số vấn đề. Có nghĩa là khi mà chúng ta chăm sóc cái vườn cây,
thì ngoài cái việc mà chúng ta bón phân hữu cơ, chúng ta cân đối dinh dưỡng trong đất rồi, thì đôi khi thì chúng ta phải sử dụng phân bón qua lá. Bởi vì có một số cái chất dinh dưỡng khi mà chúng ta bón rồi đất chưa hẳn là cây hấp thu được, mà nó còn phải lệ thuộc cho một số cái điều kiện khác, chẳng hạn như chất canxi. Khi mà bà con nghĩ rằng mình bón đầy đủ vôi hay là đầy đủ canxi qua cái đường bón vào trong đất thì mình nghĩ là cây hấp thu được. Tuy nhiên trong cái giai đoạn mà cây nó mang trái, và nếu như cái điều kiện thời tiết mà nó âm u và mưa nhiều và cây nó ít có bóc thoát hơi nước, thì canxi lại không được hấp thu vào trong cây. Bởi vì cái đường dẫn hấp thu canxi là đi theo cái đường nước, và cây nó bóc thoát hơi nước thì canxi nó mới đi lên. Do đó thì cho dù chúng ta có bón đầy đủ canxi trong đất, thì thời điểm mà trời nó âm u, mây mưa nhiều hoặc là nó không có nắng, thì lúc đó thì cây vẫn thiếu canxi. Mà một trong những nguyên nhân thiếu canxi thì bà con không biết là cái trái chúng ta chất lượng sẽ kém, cái mẫu mã, cái màu sắc trái nó không được láng, và nó có thể bị sượng muối, hoặc là nó có thể chua, hay là nó thúi cái đít trái, vân vân. Thì như vậy thì khi mà chúng ta gặp những trường hợp thế thì bắt buộc chúng ta phải bổ sung qua lá. Thì cái sản phẩm mà bà con thấy là anh Yên có sử dụng á, là cái sản phẩm Silimax. Thì trong cái sản phẩm này nó có chứa ba cái chất rất là đặc biệt. Thứ nhất là silic, thứ hai là kali, và thứ ba là canxi. Thì silic là một trong những chất mà nó làm cho cái vỏ trái nó bóng, và nó làm cho cái cuống trái nó chắc, và nó giảm được cái vấn đề rụng trái do tác động cơ học hoặc là do vấn đề là điều kiện thời tiết nắng nóng. Và silic nó cũng góp phần kích thích cái quá trình mà tăng cường cái quá trình mà quang hợp, để giúp cây nó hấp thu được nhiều, nó tổng hợp được nhiều chất dinh dưỡng và nó chuyển vào trái tốt hơn. Thứ hai là cái chất canxi. Canxi thì làm cho cái màu sắc trái nó lên đẹp hơn, có nghĩa là màu xanh thì nó xanh đậm hơn, nó mướt hơn, nó bóng hơn, và nó làm cho cái trái nó ít bị nứt trái hơn. Rồi nó giảm được cái vấn đề là bị thiếu canxi, nó không bị teo cái ruột, nó không bị tớp cái đít. Và đặc biệt trong sản phẩm này thì cái canxi này nó còn được trợ giúp bởi một cái chất bo mà trong cái hàm lượng rất là nhỏ, mà ở trong đây thì cái thành phần người ta không nêu ra, nhưng mà chính bo là cái chất mà nó kéo canxi đi vào trong cây tới những nơi mà cây nó đang cần. Thì như vậy thì rõ ràng là cái canxi nó đưa vào làm cho cái vỏ trái chúng ta nó đẹp. Còn kali là một trong những chất mà nó giúp cho cái tăng cường cái quá trình mà tổng hợp cái chất đường, để nó chuyển chất đường, cái chất tinh bột vào trong cái trái, dòng ruột trái, làm cho cái ruột nó chắc hơn, nó nặng hơn và nó ngọt hơn. Và cái màu sắc của ruột nó cũng phải tươi hơn, đẹp hơn. Mà bưởi da xanh mà cái màu nó tươi, nó đẹp, nó đỏ đó, thì rõ ràng là cái chất lượng nó ngon. Và khi mà dinh dưỡng nó tổng hợp, nó kéo vào trong trái được tốt hơn, thì cái chất lượng trái nó tốt hơn và trái nó nặng hơn. Thì bà con thấy là tại sao khung Silimax chúng ta thấy là tổng hợp ba cái yếu tố đó, thì làm cho chất lượng trái nó tốt và cân nó nặng, màu sắc nó đẹp và chất lượng nó đảm bảo. Thì đó là những lý do mà chúng ta thấy là khi sử dụng Silimax nó đem lại cái kết quả mà như cái nhà vườn mà nông dân Yên đã áp dụng. Cảm ơn tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt ạ. Cũng nhân khi mà tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt nói về cái sản phẩm Silimax này, thì có một khán giả gọi điện thoại đến hiện trường là anh Trần Văn Quân ở Châu Thành, Bến Tre, số điện thoại là 0168 899 0195. Thì anh cũng muốn cho biết là cái cây bưởi của mình đã trồng được một năm, hiện tại thì cũng đã cho ăn được cái đợt trái đầu, nhưng mà cái chất lượng là nó hơi bị chua, và không biết thì có thể khắc phục như thế nào, cũng như là phun cái phân bón lá nào để cho cái trái sau này nó to đẹp hơn không. Thì nhân cái lúc mà tiến sĩ có nói về cái Silimax, thì không biết là Silimax mình có thể phun cho cái trường hợp này được không ạ? Xin kính chào anh Quân. Thật sự mà nói thì khi mà cái chất lượng trái bưởi mình ăn nó hơi chua, thì mình phải nghĩ nghe tới một số cái vấn đề. Thứ nhất là cái dinh dưỡng mình nó đang thiếu, mà đặc biệt là thiếu kali. Thường mà con nông dân là chúng ta đợi là cây bắt đầu cái trái nó to to rồi đó, chúng ta mới bắt đầu là sử dụng kali, bởi vì chúng ta sợ bón sớm thì cái trái nó không phát triển được. Tuy nhiên không phải như thế, bởi vì cây trồng chúng ta cần kali là bắt đầu từ cái giai đoạn mà nó đã bắt đầu tạo cái mầm hoa là phải có kali. Và khi nó đậu trái là bắt đầu nó sử dụng kali rất là cao. Và dài về giai đoạn sau thì kali nó cần là rất là nhiều. Như vậy thì bà con phải cung cấp ngay từ giai đoạn mà bắt đầu phân bón mầm hoa là chúng ta phải bổ sung kali. Và cái giai đoạn sau là khi mà cây nó đang nuôi trái, trái nó phát triển rất là lớn, nhất là nhanh, thì cái nhu cầu kali càng cao, thì cái việc mà chúng ta bón phân kali qua gốc nó sẽ không đáp ứng kịp thời để mà nó đảm bảo cái chất lượng của cái trái, thì chúng ta phải bổ sung thêm cái phần mọc phun qua lá. Thì giống như nãy nói, thì nếu chúng ta sử dụng cái Silimax thì nó đã đáp ứng được ba cái điều kiện mà chúng ta đang cần. Thứ nhất là cung cấp kali để nó ngọt, cung cấp canxi để cho mẫu mã nó đẹp, và silic làm cho trái nó bóng. Thì hoàn toàn có thể khắc phục bằng cách là anh sử dụng cái Silimax để anh phun khi mà bắt đầu trái nó sau khi nó đậu trái, rồi một tháng tới một tháng rưỡi sau anh phun lần nữa, và trước khi anh thu hoạch là một tháng anh phun một lần nữa. Thì như vậy thì giúp cho cái trái anh có thể là khắc phục được cái hiện tượng là nó chua, và đảm bảo là chất lượng trái nó sẽ ngọt hơn.
Đó là một số cái chia sẻ cùng anh, có thể là giúp anh thành công trên cái vườn cây bưởi của mình. Cũng chào anh. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt ạ. Và hy vọng rằng qua phần tư vấn của tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt thì anh Trần Văn Quân cũng sẽ giải đáp được cái thắc mắc của mình. Thưa bà con, đối với cây có múi thì các loại bệnh do nấm và vi khuẩn thường xuất hiện vào mùa mưa. Nhưng mà vài năm trở lại đây thì bệnh có khả năng xuất hiện và gây hại ngay cả trong mùa nắng. Đặc biệt là với thời tiết bất lợi như hiện nay là nắng rất nóng và xen kẽ những cái ngày mưa rất là lớn thì bệnh càng có điều kiện dễ bộc phát. Một tình huống mà chúng tôi đã ghi nhận được trong chuyến đi thực tế vừa qua. Mời bà con và kỹ sư Trương Phan Khải cùng theo dõi để có những cái tư vấn cụ thể ạ. Hiện nay, thời tiết đang chuyển từ mùa nắng sang mùa mưa. Vì vậy, mưa nắng xen kẽ làm gia tăng ẩm độ. Cây dễ bị nấm bệnh tấn công, gây ra gẻ loét trên lá, trái, làm suy giảm năng suất. Các loại nấm, rong tảo còn gây hại trên thân, gây ra những vết đốm tròn trắng. Đây là vấn đề nhà vườn trồng bưởi quan tâm. Tôi là nông dân cũng trồng bưởi ở Bình Thạnh, trong tỏi bưởi này. Nhưng mà với điều kiện bây giờ nấm bệnh rồi tấn công quá đó, thì sẽ làm cho cây bị bệnh nhiều, rồi trái thì mẫu mã không đẹp, rồi sần sùi như là bán không được giá. Vậy là ở mấy anh viện dạ có cái thuốc nào để trị cho nó làm cho nó bóng trái, đẹp trái, rồi cái trái nó định hình tròn trịa rồi để mà mình bán cho có giá không ạ? Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là vấn đề mà bón phân mà lân giữa lân đạm lân kali mà bón thì sao mà mình bón để cho trái nó đừng có vỏ dày. Cái đó là một cái yêu cầu nhất của nông dân. Hiện nay, thời tiết đang chuyển từ mùa nắng sang mùa mưa. Kính thưa bà con, thì chúng ta thấy thì trong cái điều kiện thời tiết nó biến đổi bất lợi như thế này thì trong mùa nắng thì vẫn có mưa. Và trong mùa mưa thì cũng có những giai đoạn mà nhiệt độ cao và nắng hạn kéo dài thì nó gây ra cho cái dịch hại chúng ta lại phát triển rất nhanh ở trên vườn. Đặc biệt thì đối với những cái vườn cây mà chúng ta trồng mật độ dày, đặc biệt do so với hiện nay thì do cái giá bưởi nó quá tốt thì cho nên nông dân chúng ta tranh thủ ăn sớm và chúng ta trồng với cái mật độ khá dày thì nó sẽ tạo ra cái ẩm độ trong không khí rất là cao, và đặc biệt là trong cái vườn chúng ta ít có được cái ánh sáng mà nó chiếu vào thì nó sẽ gây ra rất là nhiều cái nấm bệnh ở trên thân, trên lá và kể cả trên trái. Thì chúng ta thấy thì trên phóng sự vừa rồi thì rất là nhiều nhà vườn đã quan tâm đến vấn đề là hiện nay trên cái thân bưởi nó lại có một số cái nấm đồng tiền, nấm đốm rong và kể cả nấm màu hống nó phủ trên thân cũng như trên lá thì nó gây cho cái sự sinh trưởng phát triển của cây chúng ta kém đi. Thì với những cái giải pháp thì giúp cho cái bệnh này nó giảm đi thì chúng ta phải từ cái thiết kế vườn ban đầu là chúng ta phải trồng với mật độ vừa phải hợp lý để mà thông thoáng và đủ ánh nắng chiếu vào, và đặc biệt thì chúng ta sử dụng cái lượng phân cân đối, bổ sung thêm phân hữu cơ cho cây khỏe, và đặc biệt là chúng ta hạn chế cái lượng đạm quá nhiều sẽ sinh ra cái bệnh sẽ tấn công rất nhiều. Thì khi mà nó đã có triệu chứng xuất hiện những cái đốm rong, đốm đồng tiền trên thân thì bà con chúng ta cũng phải dùng những cái giải pháp để chúng ta phòng trị. Có những nhiều nhà vườn thì chúng ta dùng những cái dòi phun áp lực thì chúng ta phun vào thì nó cũng sẽ tẩy được những cái đốm rong ở trên thân chúng ta, làm cây cũng khá là sạch. Nhưng với cái biện pháp này thì chúng ta phải tốn nhiều cái công, và đặc biệt thì cái nấm này nó không chết, nó chỉ rớt ra khỏi cái thân cây thôi, và sau đó có điều kiện thì nó sẽ sinh sôi, nó phát triển trở lại. Thì để giúp cho bà con có những cái giải pháp quản lý tốt những cái đốm rong, đốm đồng tiền trên thân thì về phía tập đoàn Lộc Đời chúng tôi đã có cái sản phẩm mà đặc trị nấm cũng như vi khuẩn là cái sản phẩm Isacop. Thì lấy sản phẩm này thì bà con có thể phun định kỳ để chúng ta làm cho cái nấm bệnh nó khó khả năng phát triển để nó tấn công trên thân. Và đặc biệt thì khi những cái vườn đã có triệu chứng bị nặng thì bà con có thể dùng sản phẩm Isacop này, chúng ta quậy với cái lượng nước cũng tương đối đạt thì chúng ta quét lên thân để mà quản lý tốt hơn. Và đặc biệt thì hiện nay nhiều nhà vườn đã có những cái giải pháp để mà kết hợp với cái Isacop bằng cái biện pháp mà quản lý cái bệnh đốm rong trên thân tốt hơn là dùng sản phẩm Isacop kết hợp với cái lượng bùn non để chúng ta làm một cái hỗn hợp dung dịch đặc giống như sơn để chúng ta tha lên trên cái thân cây thì nó sẽ có cái giải pháp mà hữu hiệu hơn. Bà con sử dụng 100 gram Isacop cho khoảng 10 kg bùn non, chúng ta quậy lỏng ra và chúng ta quét lên toàn bộ trên cái thân. Thì sau một thời gian vài 3 tiếng đồng hồ với ánh sáng mặt trời thì cái nấm này, cái thuốc này nó sẽ khô và nó thấm sâu vào trong cái thân cây. Thì sau khi cái lớp bùn nó khô, nó tróc ra thì toàn bộ cái nấm nó bị tiêu diệt và nó rớt ra thì nó sạch và nó sẽ hiệu quả hơn. Và bà con chúng ta cũng nên lưu ý là ở giai đoạn này cũng chuẩn bị bắt đầu vào mùa mưa thì đây là một cái điều kiện mà gẻ loét nó sẽ xuất hiện rất là mạnh trên vườn chúng ta.
Hiện song song thì có hai cái nấm bệnh nó xuất hiện một lượt, là một cái bệnh ghẻ lét, ghẻ là do cái nấm nó gây ra, và một cái bệnh loét là do vi khuẩn gây ra. Thì hai đối tượng này sẽ xuất hiện song song trên vườn, tấn công trên lá non, trên cành non, trên hoa, và đặc biệt nó tấn công làm cho trái chúng ta bị sần sùi, không có cái giá trị thương phẩm. Thì để quản lý cái bệnh này tốt thì ở giai đoạn này chúng tôi nên khuyến cáo bà con sử dụng cái sản phẩm Isacop, là chúng tôi đã sản phẩm đặc trị bệnh ghẻ lét cho cây có múi rồi. Chúng ta phun sớm ở thời điểm này để chúng ta tiêu diệt hết những cái mầm bệnh, để mà khi mưa đều xuống thì cái khả năng lây lan của bệnh nó sẽ giảm đi. Và đặc biệt thì đối với quản lý cái bệnh này thì bà con sử dụng sản phẩm Isacop với cái liều 2 gram cho 1 lít nước, và chúng ta phun sớm. Đối với đọt non thì chúng ta phun khi lá non vừa hình thành là chúng ta phải phun liền, để nó không có tấn công mạnh như thế thì chúng ta sẽ giảm được cái áp lực bệnh cũng như là tiết kiệm được cái chi phí phun thuốc. Cũng như đối với trái thì chúng ta sẽ phun ở khi giai đoạn vừa đậu trái, gọi là giai đoạn trái tâm, là khi nó vừa rụng những cánh hoa ra, nó lòi cái trái, chúng ta thấy có hiện tượng màu xanh thì chúng ta phải phun sớm như thế để mà giúp được cái trái chúng ta không bị nấm tấn công, thì sẽ có được cái mẫu mã và cái màu sắc tốt hơn. Thì với sản phẩm Isacop như thế này thì bà con có thể quản lý hai bệnh cùng một lúc, vừa do nấm và vừa cho vi khuẩn tốt hơn. Và sau khi nó đã trái phát triển lớn rồi thì lúc đó chúng ta có thể kết hợp với dinh dưỡng, cũng như là chúng ta vừa bón gốc vừa phun trên lá, kết hợp Silimax cũng như DS Gold đưa vào, thì cái trái chúng ta sẽ có cái màu sắc đồng đều, đẹp cũng như cái chất lượng. Thì với những cái đặc tính của sản phẩm Silimax thì tiến sĩ Kiệt đã chia sẻ và con thấy rất là rõ rồi. Thì chúng ta đưa vào những giai đoạn này thì giúp cho cái chất lượng của cái trái chúng ta tăng lên, cũng như là cái năng suất nó sẽ cao hơn, thì bà con sẽ có được cái thu nhập rất là lớn. Thì hy vọng với những giải pháp này bà con chúng ta giải quyết được đốm rong trên thân, kể cả ghẻ lét trên trái, và chất lượng của trái sẽ tăng hơn. Xin cảm ơn bà con. Xin cảm ơn kỹ sư Trương Phan Khải ạ. Bà con và quý khán giả đang theo dõi chương trình Nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng đang phát sóng trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình Bến Tre. Và chương trình cũng rất là vui khi nhận được rất là nhiều câu hỏi của bà con gọi về. Và hiện giờ thì trên tay Kim Hiền là hai câu hỏi của hai nhà vườn, một là ở Vĩnh Long, hai là ở Đắk Nông, nhưng mà hai anh có một cái mối quan tâm rất là giống nhau. Chị An ở Tam Bình, Vĩnh Long với số điện thoại là 016 27 976 876 có hỏi là cây sầu riêng mười mấy năm tuổi đang ra nụ nhưng bị rụng nụ, thuốc nào điều trị và cách khắc phục. Còn anh Nguyễn Văn Sơn ở Đắk Nông, số điện thoại là 016 45 365 161, cũng hỏi về sầu riêng là được 5 năm tuổi nhưng lại không có trái, chỉ có bông rồi cũng bị rụng, cho biết nguyên nhân tại vì sao. Và với hai câu hỏi này thì chắc mời tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt sẽ có những cái tư vấn cụ thể hơn ạ. Xin chào bà con nông dân, xin chào chị An và anh Sơn. Thì với hai câu hỏi này thì hồi nãy thì Kim Hiền có đọc rồi, nhưng mà tôi thấy câu hỏi đưa qua đây thì có ghi một cái câu là đang ra nụ nhưng mà rụng lá, không biết là rụng lá hay là rụng nụ. Thì cái này thì nếu mà rụng nụ thì lại là câu hỏi này trùng với câu hỏi của anh Sơn là chỉ có bông rồi bị rụng. Còn nếu mà rụng lá thì lại là câu hỏi này là nó lại là ngược lại với anh Sơn. Thì chắc có lẽ là tôi tư vấn cả hai cái trường hợp cho mình dễ. Nếu mà khi mà cây sầu riêng mà nó có bông rồi nó rụng bông, thì đây là một câu hỏi thì nó cũng rất là khó. Tức là một câu hỏi tổng hợp. Tại vì khi mà nó rụng bông thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Thì trong đó có nguyên nhân về thời tiết, có nguyên nhân về dinh dưỡng và có nguyên nhân về sâu bệnh. Thì tôi sẽ nói về cái nguyên nhân thời tiết, cái nguyên nhân về dinh dưỡng. Bên cái nguyên nhân sâu bệnh thì có thể là anh Khải sẽ chia sẻ thêm với bà con nông dân. Thật ra thì khi mà chúng ta làm bông cho cây sầu riêng thì chúng ta có một quá trình là xiết nước, chúng ta có quá trình là làm cho cái cây nó phân hóa màng hoa. Thì trong quá trình mà xiết nước, xử lý thuốc và chúng ta đậy ni lông thế thì có thể là bộ rễ nó bị tổn thương, thì nó làm cho cái cây chúng ta nó suy. Và khi mà nó có bông mà chúng ta lại phục hồi không kịp, thì nếu mà gặp cái thời tiết mà khô hạn chúng ta tưới nước không đủ, hoặc là chúng ta có tưới đủ nước nhưng mà cái bộ rễ chúng ta lại không có phục hồi kịp, nó không hấp thu dinh dưỡng, thì lúc đó thì dẫn đến là bông nó cũng bị rụng. Hoặc là trong cái điều kiện mà thời tiết nó nắng nóng bất thất thường thì cái cây của chúng ta nó bị sốc thì nó cũng bị rụng bông. Và nếu như chúng ta nói là cái cây chúng ta nó phát triển bình thường, những lá nó vẫn xanh, lá nó vẫn tốt, vẫn dày, thì xem chừng lại chúng ta có thể chúng ta bón thừa đạm, thừa lân, thì dẫn đến cái trường hợp là thừa đạm thì vẫn rụng bông. Mà thừa lân thì nó dày lá lên thì lúc đó là dày thiếu những chất trung nguyên lượng, và đặc biệt là nếu nó thiếu canxi, thiếu bo thì nó cũng rụng bông. Như vậy thì trong vấn đề dinh dưỡng thì tôi khuyến cáo thế này, có nghĩa là cái giai đoạn mà chúng ta trước khi chúng ta xử lý, chúng ta tưới thuốc, hoặc là trước khi mà chúng ta đậy cái vòng ni lông á, thì chúng ta nên tăng cường bón cái phân
lân kali nhưng mà cũng bón ở mức độ vừa phải, chúng ta đừng lạm dụng như thế thì nó sẽ dẫn đến là thiếu cái vi lượng. Thứ hai là sau khi mà nó dở ni lông, chúng ta bắt đầu cây nó ra hoa có nụ thì chúng ta nên bổ sung cái phân dinh dưỡng hữu cơ, chúng ta không bón phân hóa học bởi vì nó sốc cây, thì chúng ta có thể tưới cái root well bên dưới để giúp cho cái bộ rễ nó hấp thu dưỡng tốt, nó ra nhanh, và kèm theo chúng ta có thể rải cái sản phẩm mà chúng ta là cái Resumix, nó cung cấp cái nấm cộng sinh đó để nó giúp cho cái cây nó hấp thu dinh dưỡng tốt và nó giảm được cái vấn đề mà két trong điều kiện mà thời tiết bất lợi nó gây sốc cây. Ở bên trên thì chúng ta nên phun thêm cái phân bón lá, là đặc biệt là cái bơm lơ, chúng ta có thể cộng thêm cái bo, bởi vì hai cái chất này thì nó vừa giúp phân hóa mầm hoa, vừa giúp là giảm sốc cho cây, giảm vấn đề rụng hoa trong cái điều kiện mà thời tiết bất lợi, đồng thời nó bổ sung cái bo thì giúp cho cây chúng ta nó có đầy đủ cái bo để nó tăng cái khả năng mà đậu trái, tăng cái sức sống hạt phấn, làm cho trái nó đậu tốt hơn, đậu nhiều hơn và cái trái nó no tròn, nó đều hơn. Sau khi mà chúng ta áp dụng biện pháp đó rồi thì chúng ta sẽ thấy là cái cây chúng ta nó cân đối dinh dưỡng, chúng ta bổ sung cái dinh dưỡng mà nuôi trái á, thì cần có cái vi lượng và đặc biệt là bón cái phân NPK cho nó cân đối thì nó sẽ giúp cho cái cây chúng ta mới giữ được cái bông, chứ nếu không thì nó sẽ rụng bông. Bên cạnh đó thì bà con lưu ý là những cái vấn đề về cái sâu bệnh, nhất là những con sâu mà cắn bông và những con sâu mà nó cắn đọt, hay là những cái con như bọ trĩ vân vân, hoặc là những cái bệnh trên cái điều kiện mà kháng thư có thể làm nó hư cái bông, thì những cái vấn đề này thì kỹ sư Khải sẽ trao đổi tiếp. Riêng về cái phần mà nếu mà nói mà cái cây nó đang ra nụ mà nó rụng lá thì chúng ta phải xem lại xem cái rụng lá này là do từ đâu. Nếu như nó rụng lá là do cái cây nó suy kiệt dinh dưỡng mà nó ra nụ thì bắt đầu lá nó dưỡng nổi, nó nuôi không nổi thì nó bắt đầu nó lấy dinh dưỡng quá, bắt đầu nó cháy hết nửa cái lá là sau đó nó rụng, thì chúng ta phải bổ sung lại cái dinh dưỡng này. Như hồi nãy tôi nói là chúng ta phải cung cấp ngay cái dinh dưỡng từ cái lúc mà chúng ta xử lý ra hoa. Còn nếu mà nó rụng lá mà là do là cái điều kiện mà nó bị bệnh kháng thư, trong điều kiện mà nó mưa nắng thất thường, thì chúng ta phải xem lại nếu là vết bệnh do cái trái mà do bệnh kháng thư nó có những vết loang lổ nó, thì chúng ta phải sử dụng vào cái thuốc bảo vệ thực vật để chúng ta can thiệp để chúng ta giữ cái bộ lá này. Và đặc biệt là trong trường hợp bà con sử dụng mà để mà chặn cái đọt á, thì nếu mà chúng ta sử dụng MKB quá nhiều thì nó cũng không hay, nhưng mà nếu chúng ta chặn đọt mà trong điều kiện chúng ta dùng cái sản phẩm như hồi nãy chúng ta nói là cái Silimax á, thì nó cũng giúp chặn đọt được, nhưng mà cái Silimax nó không làm cháy lá, nó giúp cho cái lá nó đứng lại. Còn MKB có thể nó chặn đọt nhưng nó làm sượng cái đọt, thì điều hai cái này nó khác nhau. Thì như vậy thì nó sẽ giúp cho cái bộ lá chúng ta nó khỏe để nó nuôi cái trái. Cái phần mà tư vấn về cái thuốc bệnh hoặc là một số cái thuốc trừ sâu để mình quản lý trong cái giai đoạn mà nó có trái mà nó có bông hoặc là nó đang cây ra cái lá như thế, thì có thể là kỹ sư Hải sẽ chia sẻ thêm thông tin cho con. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt ạ. Thưa tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt, thì trong cái phần tư vấn của mình lúc nãy thì Kim Hiền cũng có nghe tiến sĩ nhắc đến cái vai trò của cái vi chất bo đối với vấn đề mà nó hạn chế được cái rụng bông, rụng nụ. Như vậy thì không biết là đối với trên thị trường thì nó có cái đa phần là cái bo vô cơ. Như vậy thì tiến sĩ có thể cho biết là về phía tập đoàn mình có cái sản phẩm bo hữu cơ nào mà nó có thể là nó khắc phục được cái tình trạng mà rửa trôi và dễ bị ngộ độc giống như là cái bo vô cơ không ạ? Giống như hồi nãy tôi có chia sẻ thì khi mà chúng ta để tăng cái khả năng đậu trái, để giảm được cái rụng hoa, rụng trái, thì thường người ta sẽ bổ sung thêm một cái chất dinh dưỡng là cái chất bo. Thì đa phần ở trên thị trường hiện nay bà con sử dụng là cái loại bo hóa học. Thì bo hóa học nó có một cái ưu điểm là nó có hàm lượng cao và nó tan rất là nhanh và hấp thu vào trong cây cũng rất nhanh. Tuy nhiên vì cái ưu điểm đó nó lại đẻ ra một cái nhược điểm, bởi vì khi mà hấp thu nhanh thì cái liều mà bo mà cây trồng nó cần á, là giữa cái thiếu và cái thừa nó là rất là nhỏ, và giữa cái khoảng nhỏ này người ta sẽ không biết là bao nhiêu là nó đủ và bao nhiêu là nó thiếu. Do đó khi mà phun bo mà hóa học thì có đôi khi ta dùng một cái liều thì nó lại thấp và nó không đủ, nhưng đôi khi chúng ta tăng lên một chút thì cái liều nó lại dư, và khi nó dư thì nó cũng gây ra vấn đề ngộ độc bo và dẫn đến là cái trái nó cũng bị sượng và nó có thể là rụng trái. Như vậy thì hiện nay tập đoàn Lộc Trời chúng tôi có một sản phẩm là cái hai boron. Đây là một sản phẩm mà bo mà nằm ở dạng là hữu cơ, nó nằm ở dạng là cái fulvate acid, fulvic là fulvate và nó cái amino acid. Thì trong cái bo hữu cơ này thì nó nằm ở cái phức như thế, thì khi mà nó xâm nhập vào trong cây thì nó lại không ở dạng là bo tự do, do đó khi cần thì nó lại chuyển cho cây sử dụng và nó trao đổi trong quá trình trao đổi chất trong cây, nó không gây ngộ độc do nó không bị bo ở cái dạng mà tự do. Thứ hai nữa là cái bo hữu cơ mà dạng fulvate này nó hấp thu vào trong cây rất là nhanh và nó không có bị rửa trôi, nó không bị mất đi, do đó nó đảm bảo được cái liều lượng mà cây nó cần. Và đặc biệt là
cái bơ hữu cơ này thì trong phần mà đưa vào trong cái phức nó có cái đạm amino acid, thì cái đạm hữu cơ này nó lại có tác dụng là nó dưỡng cái hoa, có nghĩa là giúp cho cái hoa nó khỏe, có nghĩa là hoa nó tốt hơn. Khi trường hợp mà cây nó đang suy thì nó lại dưỡng được cái hoa đó. Vậy thì cái hoa nó dưỡng nó tốt, hạt phấn nó sống tốt thì nó đậu cho tốt hơn. Và trong trường hợp mà mình cây mà nó ra hoa mà nếu mình bón phân đạm để mình dưỡng hoa thì thường nó sẽ bị sốc và nó rụng hoa. Còn trường hợp này mình đưa vào ở dạng đạm hữu cơ thì nó hoàn toàn không gây sốc mà lại giúp cho cái hoa nó tốt hơn. Vậy thì về cái hoa nó mập, nó to, nó khỏe thì cái trái nó đậu nó sẽ nhiều hơn và nó chất lượng trái nó sẽ ngon hơn. Thì đó là một trong những cái mà chia sẻ cùng bà con về thông tin cái sản phẩm Hyperon, một loại là bo hữu cơ rất là quan trọng. Dạ thưa kỹ sư, thưa tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt, thì lúc nãy tiến sĩ cũng có khuyến cáo là nếu như cái giai đoạn mà nó chuẩn bị ra bông đó là mình kết hợp được với cái bơm lower với cái sản phẩm mà nó có bo, thì không biết là cái sản phẩm Hyperon mà tiến sĩ vừa khuyến cáo đó mình có kết hợp được với cái bơm flower này hay không, và nếu khi mình kết hợp được với cái bơm bo này thì cái hiệu quả là nó có tăng gấp đôi hay không ạ? Xin mời tiến sĩ ạ. Trong cái trường hợp mà chúng ta để mà đảm bảo cho cây trồng nó tăng cái khả năng đậu trái thì nó không phải đơn giản là một cái biện pháp nhỏ thì nó có thể khắc phục được hết. Bởi vì bà con biết là cái cây trồng mình nó sống trong cái điều kiện đất, nước và không khí, nó bị ảnh hưởng rất nhiều về cái tác động của thời tiết rồi tác động của cái vấn đề pha bón phân. Như vậy thì để cho cây nó không bị sốc, nó có cái điều kiện mà phát triển tốt hơn, nó chống chịu được với những cái thay đổi của đột ngột của môi trường, chẳng hạn như đang nắng mà mưa hoặc là thời tiết mà nó khô hạn, thì chúng ta cần đưa thêm một số cái chất kích sinh trưởng để nó tăng cái khả năng đề kháng đó. Thì bơm lơ là một trong những chất mà nó kích hoạt cái quá trình mà tạo ra những cái enzyme hoặc là tạo ra những cái nội kích tố ở trong bản thân của nó để nó tăng cường khả năng mà giảm két, giảm sốc và nó giảm rụng bông, giảm rụng trái. Thì khi chúng ta cộng bơm lơ với bo thì nó lại được hai cái vai trò. Thứ nhất là nó cung cấp cái dinh dưỡng, nó cung cấp cái chất mà cây nó cần để nó giúp cho nó thụ phấn tốt, tạo phấn tốt và đậu trái tốt, và nó cung cấp cho ta một cái hoạt chất để giúp cho cái trái đó, nó cái bông đó và cái trái đó nó có ít có bị chịu tác động sốc của môi trường để nó giảm bị cái rụng. Như vậy thì cả hai cái đó khi nó kết hợp vào thì nó tạo ra một cái giải pháp rất là hữu hiệu. Kể cả cái chuyện bơm lơ đưa vào nó còn kích thích cho quá trình hấp thu dinh dưỡng từ đất lên trên cây, nó vào trong cây, nó kích thích, nó kéo cái dinh dưỡng vào trong cái lá, vào trong cái hoa, nó tổng hợp dinh dưỡng nuôi hoa nuôi quả nó còn tốt hơn. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo được cái cây chúng ta nó đầy đủ dinh dưỡng cân đối khi mà cây nó đang cần. Đó là một cái trường hợp mà chúng ta kết hợp nó sẽ đa dạng và nó sẽ được hữu dụng hơn là chúng ta sử dụng một cái biện pháp đơn lẻ. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt ạ. Và hy vọng rằng với cái bộ đôi Bơm Flower và Hyperon, một sản phẩm vừa cung cấp dinh dưỡng và một sản phẩm vừa kích hoạt để cho cái hút được, cái hấp thu được cái chất dinh dưỡng này nó mạnh hơn, thì bà con mình cũng sẽ có được một cái giải pháp để áp dụng trên vườn cây của mình ạ. Thưa bà con, thì bên cạnh vấn đề dinh dưỡng thì chương trình cũng nhận được nhiều câu hỏi bà con gọi về liên quan đến vấn đề sâu bệnh. Và trước tiên thì xin mời kỹ sư Trương Phan Khải trả lời câu hỏi của anh Trần Văn Hậu ở ngã 7 Hậu Giang. Số điện thoại là 0169427069. Sầu riêng 1 năm tuổi, lá già bị cháy chớp và rụng, lá non cũng bị cháy. Xin hỏi cây bị bệnh gì và khắc phục như thế nào ạ? Kính thưa anh Hậu cùng quý khán giả. Thì với câu hỏi của anh Hậu như thế này thì ức sầu riêng mới 1 năm tuổi thì cái triệu chứng mà do thiếu dinh dưỡng thì nó cũng ít xảy ra. Nhưng mà chúng tôi nghĩ với cái điều kiện thời tiết như hiện nay thì cái cây sầu riêng là một cái loại cây trồng nó rất là mẫn cảm với điều kiện thời tiết bất lợi. Đặc biệt chúng ta thấy trong thời gian vừa rồi thì nắng nóng kéo dài thì nhiệt độ rất cao. Thì đối với sầu riêng, kể cả những cái vườn sầu riêng lớn mà chúng ta sử dụng cái lượng phân hữu cơ không đủ dinh dưỡng thì cái bộ rễ nó sẽ phát triển yếu, đặc biệt là nó không giữ được cái độ ẩm. Mà nếu mà chúng ta vẫn cung cấp nước đầy đủ nhưng mà không có cái lượng hữu cơ thì khả năng hấp thụ nước cũng như hấp thụ dinh dưỡng cũng rất kém, thì nó gây ra cho cái tình trạng cháy nửa lá rất là nhiều trong cái điều kiện mùa nắng. Đặc biệt những cái vườn mà đã đang mang trái thì ở giai đoạn này nó sẽ cháy rất nhiều. Thì theo ghi nhận thì ở cái trái chớp lá như thế thì nó chỉ do cái điều kiện bất lợi của thời tiết và thiếu một số cái chất dinh dưỡng, nó không phải là do bệnh tấn công. Nhưng mà sau khi nó đã trái như thế rồi thì nấm bệnh nó sẽ có cái cơ hội để nó xâm nhập. Nhưng đối với những cái vườn 1 năm tuổi mà trái lá vậy thì ngoài cái yếu tố điều kiện thời tiết thì anh cũng nên quan tâm đến, hiện nay thì nó cũng có một cái nhóm nấm ở trong đất nó tấn công dưới bộ rễ, nó làm cho cái bộ rễ chúng ta không phát triển được, thì không đủ cung cấp dinh dưỡng cũng như là cho nước cho cây thì nó sẽ bị trái lá và nó rụng đi, kể cả lá già cũng như lá non. Thì đối với triệu chứng này thì anh nên quan tâm là vấn đề cái nấm Phytophthora nó tấn công trên cái bộ rễ cây sầu riêng của anh.
nó làm cho cái lá bị cháy, và đặc biệt thì khi nó vừa rú cái lá non ra thì nó cũng không phát triển được và nó đi rớt đi cái lá non, nó chỉ còn trơ trọi là cái đọt và cây rất là chậm phát triển. Thì với cái điều kiện phytop như này thì anh có thể sử dụng những cái giải pháp để mà anh quản lý tốt cái bệnh phytop, là một cái bệnh rất khó trị trên cái cây sầu riêng chúng ta. Thì với cái sản phẩm mà tập đoàn Lộc Trời chúng tôi hiện nay đã quản lý tốt cái bệnh phytop là cái sản phẩm Insuran 50WG. Thì anh sử dụng sản phẩm này, nếu đã bị phytop ở dưới rễ thì anh nên tưới thẳng vào trong rễ. Anh kết hợp với cái nấm Trico luôn, của Đại học Cần Thơ luôn. Thì chúng tôi đã làm rất là nhiều khảo nghiệm, và kể cả Đại học Cần Thơ cũng đã làm khảo nghiệm để cho chúng ta thấy là sản phẩm Insuran là sản phẩm đặc trị cái nấm bệnh phytop rồi, nhưng mà lại không ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cái dòng nấm đối kháng là cái Trichoderma. Thì với hai cái sản phẩm này anh sẽ phối trộn chung lại, Insuran là 20 gram và nấm Trico cũng khoảng 20 gram vô cho 10 lít nước. Thì tùy vào cái khả năng cây lớn nhỏ thì anh sẽ sử dụng cái dung dịch này, anh sẽ tưới vào cái bộ rễ cây cũng như kết hợp sản phẩm Insuran anh phun lên trên thân, thì nó sẽ quản lý tốt được cái bệnh phytop do cái nấm phytop nó gây ra, và kể cả quản lý luôn cái dòng nấm Fusarium nó cũng gây ra trong rễ. Thì những giải pháp như thế thì hy vọng anh Hậu cũng như quý khán giả xem đài chúng ta quản lý tốt những cái bệnh do nấm phytop tấn công trên cái cây sầu riêng của mình. Dạ, xin cảm ơn kỹ sư Trương Phan Khải ạ. Và không biết là cái giải pháp Insuran cộng với cái Trico mà kỹ sư vừa khuyến cáo á, thì có trị được cái vàng lá thối rễ ở trên bưởi hay không? Và đây cũng là cái câu hỏi của anh Nguyễn Văn Quang ở Bình Phước, số điện thoại là 0943806753. Kính thưa anh Quang, thì với câu hỏi anh nói là vườn bưởi da xanh của anh đã trồng được 18 tháng mà anh đã nói là nó đã bị vàng lá thối rễ khoảng 40%. Thì nếu mà anh đã xác định được đúng là cái vàng lá thối rễ thì sẽ có những giải pháp quản lý hiệu quả hơn. Nhưng mà cũng xin chia sẻ với anh Quang cũng như quý khán giả, thì hiện nay đối với vườn cây có múi thì cái triệu chứng vàng lá trên cây nó xuất hiện rất là nhiều. Thì chúng ta phải nhận định đúng là đối tượng như thế nào để chúng ta có cách quản lý tốt nhất. Thứ nhất thì có một cái triệu chứng vàng lá do thiếu dinh dưỡng cũng như là đặc biệt là thiếu vi lượng thì nó làm cho cái lá chúng ta vàng và cây chậm phát triển. Thì đối với triệu chứng này thì chúng ta bổ sung dinh dưỡng cũng như chúng ta cung cấp thêm những cái vi lượng bằng cách chúng ta phun qua lá thì cây nó sẽ phục hồi lại nhanh hơn. Một cái triệu chứng thứ hai nữa là cái triệu chứng vàng lá gân xanh, là do cái bệnh mà bệnh rinin á, thì chúng ta thấy thì đây là cái bệnh đến thời điểm này chúng ta cũng chưa có thuốc trị, thì chúng ta chỉ quản lý bằng cách là trồng cây sạch từ cái nguồn giống ban đầu thôi. Thì khi cây nào bệnh thì chúng ta phải đốn bỏ để tránh cái hiện tượng lây lan. Và một cái bệnh nữa là hiện nay nhà vườn gặp rất nhiều là cái bệnh vàng lá mà nó bị thối bộ rễ, gây ra do cái nấm Fusarium nó tấn công trong đất, nó làm cho bộ rễ chúng ta bị hư đi, không khả năng hút nước cũng như dinh dưỡng để nuôi cây, thì làm cho cây chúng ta càng ngày suy kiệt và chết. Thì đối với cái biện pháp này thì chúng ta phải áp dụng rất là nhiều cái giải pháp để kết hợp lại, đặc biệt là biện pháp tổng hợp để chúng ta ngừa từ ban đầu thì nó sẽ hiệu quả hơn. Anh Quang thì ở trên Bình Phước thì cái khả năng mà ngập nước thì nó lại không có. Nhưng mà đối với miền Tây thì chúng ta thấy thì do cái mực thủy cấp chúng ta cao cho nên chúng ta buộc trồng cây phải lên lít cao và đắp mô. Kể cả trên miền Đông chúng tôi vẫn khuyến cáo nông dân chúng ta mặc dù đất cao nhưng mà phải trồng trên cái đất có đắp mô thì nó sẽ khả năng quản lý cái bệnh vàng lá thối rễ tốt hơn. Thì khi mà nó đã bị thối rễ rồi thì chúng ta phải giải quyết rất là nhiều biện pháp mà phải kỹ lưỡng mới là quản lý tốt được bệnh này. Thì khi mà cái vườn anh đã có triệu chứng như thế thì đặc biệt thì những cái vườn cái cành nào mà yếu vàng lá nhiều chúng ta nên cắt tỉa bỏ bớt để giảm khả năng nuôi cây. Một số vườn đã có trái thì chúng ta phải tỉa bỏ trái, hoặc là nếu được chúng ta có thể không để trái trên cây luôn, để cây đủ sức nó phát triển để mà nó nuôi trở lại cái bộ rễ. Thì khi nó đã bị bệnh dưới rễ này thì chúng ta buộc phải xử lý bệnh ở trong đất. Do cái nấm Fusarium này nó ở trong đất thì nó làm cho cái rễ hư mà chúng ta rất là khó phát hiện. Khi bà con chúng ta thấy cái bộ lá vàng thì cái rễ nó đã bị bệnh rất nặng rồi, cho nên chúng ta trị rất khó. Do đó thì khi đã có triệu chứng ban đầu vừa xuất hiện thì chúng ta dùng sản phẩm Insuran như chúng tôi đã chia sẻ, kết hợp với cái nấm Trico với cái liều là 20 gram Insuran cộng với 20 gram nấm Trico, quậy cho 10 lít nước và chúng ta tưới vào trong bộ rễ cây trồng hai lần cách nhau khoảng từ 7 đến 10 ngày tùy cái mức độ bệnh. Và lưu ý với bà con, ở giai đoạn khi chúng ta tưới thuốc trị bệnh này thì bà con không nên sử dụng phân hóa học để chúng ta đưa vào. Tại rất nhiều nhà vườn thấy cây chúng ta vàng thì chúng ta đưa cái phân hóa học vào để cho cây nó phục hồi, nhưng mà những cái thế thì chúng ta sẽ làm cho cái hệ thống rễ chúng ta kém phát triển đi, và khi nó mới vừa phục hồi bệnh rồi chúng ta đưa phân vào thì cái bộ rễ nó sẽ suy kiệt.
Thì khi chúng ta đã tưới hai cái lần Insuran kết hợp với Trico tốt rồi thì cái nấm bệnh nó đã hết trong đất, thì lúc đó chúng ta sẽ phục hồi lại cái rễ bằng cách chúng ta đưa cái dòng nấm cộng sinh với rễ như chúng tôi đã chia sẻ ban đầu là sản phẩm Rizomix, chúng ta đưa vào để cho nó hỗ trợ lại khả năng phát triển của rễ tốt hơn, cũng như là bà con có thể tưới thêm cái sản phẩm Rootwell thì để giúp cho cung cấp dinh dưỡng một cách nhẹ nhàng cho cây trồng và hỗ trợ sự khả năng phát triển lại cầu rễ. Thì sau chúng ta xử lý cái sản phẩm bệnh rồi và kết hợp những sản phẩm hữu cơ trong rễ rồi thì khoảng 2 tháng sau thì cây nó sẽ phục hồi trở lại bình thường. Thì lúc này bà con có thể chăm sóc trở lại như giai đoạn ban đầu là có thể kết hợp phân hóa học cũng như thêm phân hữu cơ và chúng ta phun thêm những sản phẩm dinh dưỡng trên lá để cung cấp cho lá phát triển tốt, thì nó quang hợp để nó tạo năng lượng để cho ra được rễ mới và chúng ta hỗ trợ rễ phát triển mạnh thì sẽ đưa ra được nhiều chồi. Thì với những giải pháp như thế thì anh sẽ giúp được cái vườn của anh khắc phục được hiện tượng vàng lá thối rễ trên cây trồng. Thì hy vọng là anh Quang cũng như bà con nông dân chúng ta sẽ có những giải pháp để mà quản lý tốt cái bệnh vàng lá thối rễ trên vườn của mình. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn phần tư vấn của kỹ sư Trương Phan Khải. Và hy vọng rằng với một phần tư vấn rất là chi tiết của kỹ sư Trương Phan Khải thì anh Quang sẽ tùy vào trường hợp vườn của mình bị vàng lá thối rễ do nguyên nhân nào mà sẽ có hướng khắc phục cụ thể. Và trước khi tiếp tục chương trình hôm nay thì Kim Hiền xin được một lần nữa nhắc lại câu hỏi đố vui nhà nông kỳ này để bà con mình tiện nhắn tin và đinh quà. Sản phẩm nào sau đây có tác dụng kích hoạt cây ăn trái phân hóa mầm hoa mạnh và nở đồng loạt? A. Bơm Flower, B. Rootwell. Ba tin nhắn có đáp án đúng và gửi về số điện thoại 0929141000 sớm nhất sẽ được nhận quà từ nhà tài trợ và sẽ được công bố vào cuối chương trình. Bưởi da xanh thường cho trái quanh năm, nhưng tập trung nhiều nhất vào hai đợt. Đợt thứ nhất, cây ra hoa sau Tết và thu hoạch vào khoảng tháng 7, tháng 8 âm lịch. Và đợt thứ hai, cây ra hoa vào tháng 5 hoặc tháng 6 và thu hoạch vào dịp Tết. Hiện nay, trong vườn bưởi của chị Nguyễn Thị Thu Dân ở ấp Bình Thành, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đa số cây đang mang trái, nhưng có một số đang ra hoa. Theo ghi nhận của chị, nhiều trái non bị méo mó, dị dạng, chị không biết nguyên nhân và nhờ sự hỗ trợ của các diễn giả. Tôi tên Nguyễn Thị Thu Dân, ấp Bình Thành, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Tôi có trồng 300 bưởi da xanh, nhưng mà tôi đi tham quan những vườn kế cận bên thì thấy trái bưởi nó bị méo mó như thế này. Nhưng mà vườn tôi thì nó đang ra bông, không biết là để hỏi diễn giả coi xịt thuốc gì đặng cho nó không có méo mó như thế này. Đặng nó không có vàng, những trái cái đốm này không có vàng nữa thì diễn giả cho tôi biết những xịt thuốc gì, loại thuốc nào. Bưởi da rồi là một tình huống mà trong chuyến đi thực tế đoàn cũng đã ghi nhận được một vườn cam ra trái nhưng mà một số bị méo mó và mẫu mã không đẹp. Thì qua phóng sự này thì chắc có lẽ là mời tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt sẽ có cái giải đáp cũng như là cái tư vấn cụ thể cho nhà vườn mình ạ. Kính thưa bà con, thì trong cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy là một nông dân đã cầm một cái trái bưởi mà chúng ta đưa lên, chúng ta thấy cái hình trái bưởi nó bị méo đi, có thể nó bị dạt lại và nó có thể nổi những cái gân xanh ở trên cái trái. Thì đây là một trong những cái hiện tượng mà cây trồng nó đang thiếu cái chất vi lượng, mà đặc biệt là thiếu chất bo. Khi mà cây trồng nó thiếu chất bo thì chúng ta sẽ thấy là cái trái nó đậu nhưng mà thụ phấn nhưng mà nó méo qua, hoặc là khi chúng ta bổ cái trái làm đôi thì chúng ta thấy là cái tâm, có nghĩa là cái ruột á, nó bị lệch tâm, làm cho cái trái nó méo, một bên nó phát triển to lên, một bên thì nó lép. Và cái trường hợp nữa là khi mà nó thiếu canxi thì nó cũng dẫn đến là nó bị cho cái vỏ trái nó có những cái sần sùi và nó có những cái đường vòng cong lên. Và cả hai trường hợp này thì khi mà chúng ta muốn khắc phục nó thì chúng ta phải phun ngay từ đầu, khi mà cây bắt đầu nó hao hoa, bắt đầu nó đậu quả thì chúng ta phải bổ sung cái canxi và cái bo. Thì đối với cái trường hợp của chị thì nó đang có bông và có trái, thế thì chúng ta có thể là sử dụng cái sản phẩm là cái bơm lơ và chúng ta cộng thêm cái hai boron để chúng ta phun, chúng ta bổ sung ngay cái bo. Và khi mà chúng ta bổ sung cái dưỡng chất bo này vào thì thứ nhất là như ban đầu tôi chia sẻ là nó sẽ dưỡng được cái hoa, thứ hai là nó cung cấp chất bo này thì nó sẽ giúp cho cái trái nó sẽ đậu tốt hơn, và cái khả năng mà thiếu bo nó sẽ không có, vậy thì trái nó sẽ to tròn đều, nó không bị méo như cái trường hợp mình thấy. Và một phần nữa là khi mà cái trái mà nó có cái hình dạng méo mó thì đôi khi chúng ta thấy là nó cái chất lượng cũng kém. Thì ngoài cái chuyện mà nó thiếu chất bo, chất canxi thì một số cái chất vi lượng, thì cái giai đoạn khi trái nó đang phát triển lớn lên thì bà con cũng nên chú ý bổ sung thêm. Nếu mà chúng ta không bổ sung thêm cái vi lượng thì sau này thì cái chất lượng trái nó cũng sẽ kém đi và nó sẽ ăn không ngon.
thì những cái vi lượng mà mình có thể cung cấp làm cho tăng cái hương vị và chất lượng của trái, chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm là cái DS80 hay DS1 để chúng ta phun cái giai đoạn mình nuôi trái cho cái trái nó đẹp và cái chất lượng nó tốt. Đồng thời thì trong cái vấn đề mà để cho cái trái nó không bị méo mó thì bà con cũng phải quan tâm tới vấn đề một số cái hiện tượng do cái sâu nó có thể làm ảnh hưởng, thì nó làm nó cái trái nó méo do cái tác động của con sâu nó có thể cạp lên cái vỏ trái hoặc là một số cái con vỏ trĩ vân vân. Thì cái phần này thì có lẽ là kỹ sư Khải sẽ trao đổi thêm để giúp cho bà con chúng ta nắm được là cái sản phẩm nào, cái thuốc nào có thể khắc phục được cái hiện tượng mà những cái loại sâu ăn trái hoặc là những cái bọ trĩ nó tấn công mà làm cho cái trái nó bị phát triển không nhiều, nó méo hoặc quên. Với tình trạng nếu như là do côn trùng chích hút thì mình sẽ có một cái cách khắc phục như thế nào? Xin mời kỹ sư Trương Văn Khải ạ. Kính thưa bà con, thì ngoài cái yếu tố tác động của khả năng thụ phấn cũng như là thiếu một số vi lượng làm cho cái trái chúng ta sau khi nó đậu nó không được cái hình dáng đặc thù của nó méo mó, thì bà con chúng ta cũng cần lưu ý là ở giai đoạn mùa nắng như thế này thì rất là nhiều cái đối tượng côn trùng nó sẽ tấn công lên giai đoạn từ hoa đến đậu trái non, nó sẽ làm cho trái chúng ta dị dạng và méo mó đi. Với cái sản phẩm mà với cái điều kiện như thế này thì trong điều kiện mùa nắng bà con chúng ta thấy cái đối tượng là bọ trĩ sẽ tấn công rất mạnh, đặc biệt là bọ trĩ nó tấn công ở cái giai đoạn là cái hoa vừa nở ra đậu trái và chưa rụng được cái đài hoa thì nó đã chui ở trong đó nó tấn công rồi, nó làm cho cái trái chúng ta méo mó đi, dị dạng và có những cái vết loang lổ trên trái. Thì đối với cái đối tượng bọ trĩ thì đây là một cái nhóm mà rất khó trị, và đặc biệt thì trong cái điều kiện thời tiết nắng như thế này thì cái dòng đời nó sẽ rất nhanh, nó sẽ xuất hiện liên tục tấn công. Thì để quản lý tốt bọ trĩ cũng như một số đối tượng sâu mà khó trị thì hiện nay chúng tôi đã có sản phẩm Radiant 60 SC của Mỹ mà chúng tôi được phân phối. Thì chúng ta thấy thì đối với cái sản phẩm này là đây là một sản phẩm thuốc trừ sâu sinh học với cái hoạt chất là Spinetoram. Đây là một cái dòng sản phẩm được chiết xuất từ những cái vi khuẩn để mà khi chúng ta đưa vào cây trồng thì nó có khả năng tiêu diệt đối tượng gây hại rất là hiệu quả, đặc biệt là đối với một số dòng mà sâu nó có khả năng nó kháng thuốc mạnh và nó rất an toàn đối với cây trồng cũng như con người, đặc biệt đối với cái vườn cây có múi cũng như bưởi của bà con chúng ta. Thì chúng ta thấy có hoa liên tục thì chúng ta đưa cái sản phẩm ra ăn này thì nó không ảnh hưởng đến hoa. Thì cho nên là đối với sản phẩm này bà con chúng ta lưu ý là chúng ta phun với cái liều là 15ml cho một bình 16 lít thì chúng ta phun vào ở giai đoạn hoa cũng như trái non thì nó sẽ quản lý tốt cái đối tượng bọ trĩ cũng như một số đối tượng gây hại từ con sâu. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy ở mùa nắng như thế này vẫn còn cái đối tượng nữa là cái nhện đỏ, nó sẽ xuất hiện rất là nhiều ở trên vườn cây chúng ta. Nó tấn công làm cái lá chúng ta mất đi diệp được tốt, giảm khả năng quang hợp, cũng như nó tấn công lên trái làm cho trái chúng ta có hiện tượng da lu da cám. Thì trước đây bà con thấy có chỉ có nhện đỏ thôi, nhưng mà càng ngày về sau thì nó lại xuất hiện nhiều cái nhóm nhện nữa là cái nhện vàng, và hiện nay có cái dòng nhện trắng là chỉ chuyên tấn công lên trái thôi. Thì đối với những cái đối tượng nhện này chúng ta phun không khó, nhưng mà chúng ta phải phun đúng kỹ thuật, đặc biệt là chúng ta chọn những cái loại thuốc đặc trị để mà quản lý nhện, và bà con cũng nên phun là ở dưới mặt dưới lá và phun cái bét thật nhuyễn để mà nó khả năng tiếp xúc tốt hơn để quản lý tốt con nhện. Thì đối với sản phẩm để mà quản lý nhện thì phía tập đoàn Lộc Trời chúng tôi cũng có sản phẩm là Anwul 5WG. Đây là dòng thuốc sinh học có khả năng quản lý được con sâu vẽ bùa cũng như là con nhện. Ở giai đoạn này thì bà con có thể kết hợp sản phẩm Anwul để chúng ta vừa phun quản lý nhện tốt hơn cũng như là sâu vẽ bùa nó ra đọt non, nó làm cho cái đọt chúng ta không phát triển tốt. Thì với cái liều là 10 gram cho một gói thì chúng ta có thể phun cho một bình 16 lít. Nhưng trong cái áp lực bệnh mà côn trùng nó tấn công nặng và cái thời tiết bất lợi thế này thì chúng ta có thể tăng cái liều lên chút xíu, khoảng 15 gram cho bình 16 lít thì chúng ta sẽ phun, và phun kỹ như thế thì nó sẽ quản lý tốt các đối tượng bọ trĩ, sâu vẽ bùa, nhện thì nó sẽ giúp cho cái trái chúng ta đậu tốt hơn. Thì với những cái giải pháp này thì kết hợp với những chia sẻ của tiến sĩ Kiệt thì bà con chúng ta giúp cho cái trái chúng ta tròn trịa và nó có được cái màu sắc tốt hơn. Kính chào bà con. Cảm ơn kỹ sư Trương Phan Khải ạ. Và với phần tư vấn rất là chi tiết của kỹ sư Khải cũng như là tiến sĩ Kiệt về vấn đề mà tại sao cái trái bưởi nó lại bị méo mó mất phẩm chất như vậy thì chắc cũng đã đáp ứng được cái câu hỏi của anh Nguyễn Văn Long ở Tiền Giang, số điện thoại là 01629252808. Tiếp theo chương trình thì cũng nhận được câu hỏi của anh Trịnh Phương Bình ở Bình Dương, số điện thoại là 0917853838. Anh cũng hỏi trên bưởi da xanh, nhưng mà bưởi da xanh của anh khi ra đọt non thì bị quéo đọt và anh kiểm tra thì có sâu ở trong đó, thì xin hỏi là khắc phục như thế nào? Và chắc mời kỹ sư Trương Phan Khải tư vấn ạ. Kính thưa anh Bình cũng như quý bà con,
Thì hiện nay đối với bưởi da xanh chúng ta thì nó đang xuất hiện một cái dịch bệnh mà dịch hại mà nó tấn công trên cái đọt non, nó làm cho cái lá đọt lá bưởi chúng ta quéo lại giống như là cái bức trà, khi chúng ta đụng thì nó rụng hết, nó làm giảm đi khả năng sinh trưởng của cây rất là lớn. Thì như anh Bình đã nói là trong đây anh xé ra thì anh thấy có những con sâu non, nhưng mà thật sự đây là một số con dạng như con dồi ấu trùng của một nhóm họ ruồi đục lá, nó sẽ đục vào cái lá non cũng như cái chớp đầu như thế, thì nó đẻ trứng như thế thì nó sẽ nở ra, thì con non nó sẽ tấn công, nó ăn lòn vào trong những cái lá non và cái mạch gỗ cũng như là cái cuốn lá, thế nó làm cho cái lá chúng ta quéo đi là không phát triển. Thì cái này thì chúng ta khi mà nó đã bị mà triệu chứng nó khô đọt như thế rồi, nếu mà chúng ta phun thì cái đọt nó vẫn hư, cho nên bà con chúng ta nên quan tâm sớm, khi nó vừa xuất hiện một vài cái triệu chứng trên vườn thì chúng ta có những giải pháp để chúng ta phun sớm. Nếu mà chúng ta đối tượng này thì sẽ tấn công vào ban đêm nó đẻ trứng thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta dùng những sản phẩm để chúng ta phun vào buổi chiều để xua đuổi thì nó cũng là tạm thời, nhưng mà chúng tôi khuyên bà con nên lựa chọn những sản phẩm đặc trị và có khả năng kéo dài cái thời gian quản lý tốt đó, thì nó sẽ giúp cho cái đọt chúng ta tốt hơn. Thì như chúng tôi đã chia sẻ thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm Radiant 60HC để chúng ta phun sớm như thế, hoặc là bà con cũng có thể luân phiên bằng cái sản phẩm Vitaco 50WG. Thì đây là cũng sản phẩm đặc trị nhóm sâu đục thân, sâu đục trái, thì chúng ta phải đưa vào chúng ta phun sớm như thế thì khả năng hiệu lực của cái thuốc này nó kéo dài từ 15 đến 20 ngày, thì nó sẽ quản lý tốt những cái đối tượng này. Và đặc biệt thì những cái đối tượng này khi nó đã thành ấu trùng nằm trong cái đọt của cái bưởi thì chúng ta phun những sản phẩm thông thường thì rất là khó trị, cho nên chúng ta phải sử dụng những sản phẩm có khả năng thấm sâu và nó sẽ có thời gian kéo dài thì nó quản lý tốt hơn. Thì với sản phẩm Radiant 60HC cũng như Vitaco 50WG thì anh có thể luân phiên để mà phun quản lý sâu đục trên cái ngọn cũng như ở giai đoạn sâu tấn công trên trái thì chúng ta có thể luân phiên. Thì hai sản phẩm này chúng tôi khuyến cáo là vừa có hiệu lực tốt đối với một số cái côn trùng gây hại và đặc biệt nó rất an toàn cho cây trồng chúng ta cũng như không ảnh hưởng đến khả năng thụ phấn của các cây bưởi. Thì hy vọng là anh Bình cũng như bà con chúng ta sẽ có những giải pháp để quản lý tốt cái con sâu đục trên cái ngọn bưởi. Dạ, xin cảm ơn kỹ sư Trương Phan Khải ạ. Cũng quan tâm đến sản phẩm Radiant thì anh Lâm Bình ở Hữu Định, thành phố Bến Tre, số điện thoại là 01673983971 có điện thoại về cho chương trình và nhờ tiến sĩ Kiệt sẽ tư vấn cho anh. Nội dung câu hỏi như sau: Silimac kết hợp với Radiant để phun trên cây trồng được hay không? Dạ, xin mời tiến sĩ ạ. Xin chào anh Bình. Chắc có lẽ thì anh cũng biết rằng Radiant là một cái sản phẩm là sinh học, mà Silimac là một sản phẩm hữu cơ, và hai anh này thì hoàn toàn nó không có tương tác gì với nhau trong cái quá trình mà chúng ta phối trộn, bởi vì nó là nằm trong cái nhóm hữu cơ sinh học. Thứ hai nữa là cái sản phẩm mà Silimac nó là một cái dạng mà có cái pH trung tính nó khoảng bằng 7, có nghĩa là cái dạng mà tất cả những cái sản phẩm mà nó pH trung tính thì nó đều phối được với những sản phẩm khác, nó không gây phản ứng. Do đó thì anh có thể an tâm, anh có thể là phối anh này chung với lại là Radiant để anh phòng ngừa sâu bệnh, đồng thời anh giúp cho cái dinh dưỡng nó cung cấp cho cây, làm cho cái đọt anh nó khỏe hơn, tốt hơn. Xin chào anh. Thưa kỹ sư Trương Phan Khải, thì anh Trần Văn Tới ở Châu Thành, Tây Ninh, số điện thoại là 0121700389, cũng quan tâm đến vấn đề bỏ trĩ và phun cái Radiant. Thì anh hỏi là trên xoài bị bỏ trĩ thì phải phun Radiant được hay không? Ngoài ra thì xoài cũng bị tháng thư thì nên phun trĩ như thế nào? Dạ, mời anh ạ. Kính chào anh Tới cũng như quý bà con. Thì anh Tới cũng như nông dân chúng ta hiện nay là rất là quan tâm với vấn đề bọ trĩ tấn công ở trên bông, trên hầu hết tất cả các nhóm cây ăn trái chúng ta. Như chúng tôi đã chia sẻ thì cái Radiant đã quản lý tốt bọ trĩ ở trên bưởi da xanh cũng như là họ cây có múi. Nhưng mà hiện nay trên cây sòi là một cái đối tượng bọ trĩ cũng tấn công rất là mạnh. Đặc biệt trong cái thời tiết mà nắng nóng và có mưa xen kẽ thế này thì cái dòng đời của con bọ trĩ nó sẽ rút ngắn lại, nó sẽ tấn công rất nhanh. Thì đối với cái bông sòi thì cũng là một cái loại bông cũng rất là nhạy cảm đến thuốc bảo vệ thực vật. Ở giai đoạn mà ra hoa, nếu chúng ta không khéo, chúng ta sẽ phun những cái thuốc mà không có khả năng mà quản lý tốt cái đối tượng côn trùng, hoặc là nó gây nóng bông thì nó làm cho bông chúng ta cũng bị thui đen. Thì ở đây thì anh Tới vẫn an tâm để anh sử dụng cái sản phẩm Radiant 60HC để anh phun con bọ trĩ. Và đặc biệt thì đối với cái bông sòi thì là một cái phát hoa rất là dài và nó có nhiều cái hoa nhỏ trong đó, thì cho nên anh chỉ cần phun với cái bét rất là nhuyễn và anh phun phủ đều trên cái hoa sòi thì nó sẽ quản lý con bọ trĩ tốt hơn. Và khuyến cáo anh cũng như bà con dân chúng ta thì đối với bọ trĩ là một loại
rất là khó trị và nó rất là mau kháng thuốc. Cho nên khi chúng ta phun là chúng ta phải kiểm tra lại coi khả năng quản lý nó tốt chưa. Nếu mà sau khi phun 2-3 ngày sau anh kiểm tra lại, anh thấy nó vẫn còn xuất hiện, thì anh cố gắng phun lại một lần thứ hai nữa để cho nó diệt hoàn toàn. Chứ nếu mà chúng ta không phun thì cái khả năng bộc phát trở lại nó rất nhanh, và lúc đó thì chúng ta lại khó trị hơn, và chúng ta sẽ đưa những loại thuốc khác thì nó lại kháng rất là nhanh. Thì do đó thì anh có thể phun ra ăn, là ngoài cái kỹ thuật anh phun kỹ rồi thì anh cứ kiểm tra lại coi nó đã hết chưa. Nếu không thì anh phải phun tiếp lần thứ hai để chắc ăn nó đã hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái bông. Và ở trong cái điều kiện hiện nay thì ngoài cái bò trĩ thì khi sòi ra bông thì cái bệnh thắng thư cũng là một cái bệnh rất là quan trọng. Nó tấn công làm cho đen toàn bộ cái bông và giảm khả năng thụ phấn cũng như là đầu trái. Thì đối với cái thắng thư trên sòi thì hiện nay anh có thể sử dụng cái sản phẩm Amita của tập đoàn Lộc Trời với cái hoạt chất là Yoshitubin, thì anh có thể phun với cái liều là từ 70 đến 100ml cho một phi 200 lít, kết hợp luôn với cái sản phẩm ra đi ăn khoảng từ 6 đến 8 gói 15ml đưa vào, thì anh sẽ phun đều vào ở trên giai đoạn hoa để mà quản lý tốt con bò trĩ cũng như là giải quyết tốt luôn cái bệnh thắng thư, thì khả năng mà thụ phấn cũng như đậu trái rất cao, thì chúng ta sẽ có được cái mùa sòi thành công. Thì hy vọng là với hai cái sản phẩm như thế thì anh Tới cũng như bà con Vân chúng ta quản lý tốt bò trĩ cũng như kết hợp quản lý luôn được cái thắng thư. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn kỹ sư Trương Phan Khải ạ. Thưa tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt, thì chị Nguyễn Thị Chính ở Hậu Giang, số điện thoại là 0936258123. Chị có hỏi là Silimax sử dụng trên cam xoàn thời điểm nào là tốt nhất? Vườn cam xoàn bị rụng trái non, xin hỏi có cách nào khắc phục hay không? Dạ, xin mời tiến sĩ ạ. Xin chào chị Chính. Thật ra thì Silimax, nếu mà nói đúng ra đây là một sản phẩm dinh dưỡng, thì người ta có thể sử dụng rất là nhiều giai đoạn. Cái giai đoạn mà nếu mà chúng ta sử dụng mà để cho cái cây mà nó ra hoa ra trái, là khi mà nó bắt đầu nó đậu hoa đậu trái rồi đó, thì bắt đầu ta sử dụng là để nó tăng cái cường cái dinh dưỡng cho cái trái, giúp cho cái trái nó không bị méo mó, giúp cho cái trái nó bóng, nó sáng, nó đẹp và cái chất lượng nó tốt, nó nặng hơn. Thì vậy thì giai đoạn mà sau khi nó đậu trái tới khi mà thu hoạch thì chị có thể sử dụng từ 2-3 lần. Còn cái giai đoạn mà sau khi thu hoạch, lúc mà mình cho nó ra cái cơi non á, thì mình muốn cho cái cơi nó mập nó khỏe, mình cũng có thể sử dụng được cái Silimax này để giúp cho cái cơi non nó mập nó khỏe. Và đặc biệt là cái giai đoạn mà mình làm trái làm bông, giai đoạn làm bông thì thường người ta là cho cái cơi đỏ nó ra đồng loạt, rồi sau đó người ta muốn phun cái sản phẩm làm sao cho cái lá nó dày và nó già đồng loạt để nó kích ra hoa cho nó đều, thì lúc này mình có thể sử dụng cái Silimax để mình phun cho cái lá nó dày và nó già đồng loạt nó đều hết, thì chúng ta xử lý ra hoa nó sẽ ra đồng loạt hơn và chúng ta thu hoạch sẽ tốt hơn. Thì đó là những cái giai đoạn mà ta có thể sử dụng cái Silimax. Riêng chị nói là vườn cam sòn bị rụng trái non, thì ở đây thì chúng ta sẽ có mấy cái vấn đề. Thì bây giờ rụng trái non nó có thể là rụng do là cái thiếu dinh dưỡng, có thể rụng do là cái rụng sinh lý bình thường không phải rụng, và cũng có thể rụng là do thời tiết hôm rày nó nắng mưa nó thất thường. Khi nắng thì nắng rất là nóng, nhưng mà khi mưa thì mưa cũng rất là nhiều, thì vậy làm cho cái cây nó bị sốc, nó bị rụng trái. Thì chúng ta kiểm tra lại cái vườn cây của mình. Thứ nhất là mình xem cái vườn của mình là trái trên cây nó có nhiều hay không. Nếu nó nhiều mà nó rụng là rụng sinh lý là chuyện bình thường. Nếu trái nó không được nhiều, cái cây nó lại là không được sung, thì rõ ràng nó đang rồi thiếu dinh dưỡng, thì chúng ta phải bổ sung cái dinh dưỡng. Chúng ta có thể tưới thêm cái phân bón là cái root well bên dưới, chúng ta có thể bổ sung thêm cái phân NPK lên trái. Và đặc biệt cái trên trái thì chúng ta phải phun thêm cái sản phẩm mà cái phân bón kích thích cho quá trình mà nó tăng khả năng đề kháng đối với cái điều kiện bất lợi của môi trường, là cái bơm lơ chúng ta cộng thêm lại với lại là cái DS80. Bởi vì lúc này trái non của chị mà nếu mà nó qua cái giai đoạn phụng sinh lý rồi thì chúng ta phun với DS80. Còn nếu mà trái non nó còn giai đoạn nhỏ mới bằng cái đầu đũa, bằng cái tâm á, thì lúc đó thì chúng ta nên phun là bơm lơ với lại là Hyperon để giúp nó tăng khả năng đậu trái, là giảm cái rụng trái non do cái sốc thời tiết hay là do phụng sinh lý. Vậy thì tùy theo trường hợp mà chị có thể áp dụng những cái giải pháp như thế để quản lý cái vườn cam của chị. Xin chào chị. Xin cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt ạ. Thưa kỹ sư Trương Phan Khải, thì một khán giả ở Tam Bình, Cai Lậy, Tiền Giang là chị Đặng Thị Lan, số điện thoại là 0977091055, cũng có điện thoại về chương trình và đặt ra thắc mắc của mình như sau. Vườn sầu riêng 4 năm tuổi bị sâu đục thân, xử lý thuốc nào có hiệu quả và cách phòng trị ra sao để đạt hiệu quả cao? Xin mời kỹ sư tư vấn cho chị ạ. Kính thưa chị Lan cùng quý khán giả, thì đối với cái sâu đục thân trên sầu riêng thì ở đây nó sẽ có hai cái trường hợp xảy ra. Thứ nhất là một cái nhóm sâu đục thân mà nó đục ở những cái đọt non, cành non thì chúng ta sẽ quản lý rất là hữu hiệu.
và nó đặc biệt nó có một cái giống thứ hai nữa gọi là cái con bù xè, mà nó đục thân ở những cái thân gỗ, đặc biệt những cây lâu năm nó đục ở trong những cái cây cành già. Thì đối với cái đối tượng này thì chúng ta không thể nào sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật mà chúng ta phun trên cây để mà diệt được cái con. Tại vì khi đó nó đã ở trong cái thân gỗ rồi thì khả năng mà lưu dẫn của thuốc vào bên trong rất là khó để mà quản lý con này. Thì thông thường đối với những cái con sâu mà đục thân do bù xè nó gây ra thì đa số nông dân chúng ta dùng những cái biện pháp thủ công khi nó có những cái dấu hiệu nó đục vào thân, nó lồi cái xì những cái chất thải của gỗ ra thì bà con dùng những biện pháp chúng ta bắt thôi. Và đối với biện pháp này thì sẽ chúng ta phải có cách phòng ngừa bằng cách này, thì chúng ta sẽ làm cho cái vườn chúng ta sạch sẽ, không có để cho những cái đối tượng này nó đẻ trứng và nó nở con non. Và chúng tôi cũng khuyến cáo bà con ở những vườn sầu riêng chúng ta nên dùng cái vôi chúng ta quậy hơi đặc và chúng ta quét trên cái gốc thân sầu riêng từ mặt đất lên khoảng 1 mét. Thì chúng ta quét như thế thì sẽ giảm khả năng mà tấn công của cái đối tượng sâu đục thân do cái con bù xè nó gây ra. Thì khi con côn trùng nó trưởng thành, nó đẻ trứng dưới đất thì khi nó bò lên, con non nó gặp cái lớp vôi như thế thì nó không thể bò lên cái thân để nó gây hại. Còn đối với cái đối tượng mà sâu đục ở những cái cành non cũng như những cái đọt non thì như chúng tôi đã chia sẻ thì chị Lan cũng như quý khán giả có thể sử dụng Luân Phiên hai cái sản phẩm là cái Radiant 60SC cũng như là cái sản phẩm Vitaco 50WG. Thì với hai sản phẩm này nó đặc trị cái nhóm sâu khó trị kháng thuốc cũng như là một nhóm sớm sâu đục thân. Thì chúng ta có thể luân phiên hai sản phẩm này, chúng ta phun sớm ở giai đoạn ra đọt non, vừa quản lý con sâu đục thân, vừa quản lý luôn con bọ trĩ cũng như một số đối tượng sâu ăn tạp khác. Thì nó sẽ giúp cho cái hiện tượng mà sâu đục ở trên cành non cũng như lá non nó sẽ hạn chế đi. Thì với những cái sản phẩm, hai sản phẩm Radiant cũng như là Vitaco thì chị có thể kết hợp luân phiên để chúng ta phun cái nhóm sâu đục thân ở trên cành non. Xin chúc chị Lan sẽ thành công ở đối tượng này. Xin cảm ơn kỹ sư Trương Phan Khải ạ. Chương trình rất là vui khi mà nhận được rất là nhiều câu hỏi điện thoại về của bà con và cả những bà con không chỉ ở Bến Tre mà cả ở những tỉnh thành khác. Và sau đây là của anh Trần Minh Hoàng ở Định Quán, Đồng Nai, số điện thoại là 0169 804 0124. Anh có đặt câu hỏi và nhờ tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt trả lời cho anh là quýt 6 năm tuổi đang cho trái thu hoạch nhưng cuống trái bị vàng rồi chuyển sang đen làm rụng trái, xin hỏi đó là hiện tượng gì và cách khắc phục ra sao? Xin mời tiến sĩ ạ. Xin kính chào anh Hoàng. Thật sự cái câu hỏi của anh cũng rất là khó đoán, bởi vì ở đây anh cũng chưa có mô tả nó kỹ là cái vàng mà nó chuyển sang đen, nhưng mà đen thế này nó có bị nhũn ra hay không, thứ nhất. Thứ hai là cái vết đen này nó có lan ra hay không, và nó có làm cho thúi cái mù ngay chỗ cái cuống trái hay không. Thành ra là ở đây thì tôi sẽ phân ra hai cái trường hợp khác nhau. Trường hợp thứ nhất, nếu như mà cái cuống nó vàng, sau đó nó đen, nó khô lại và nó rụng cái trái, mà giữa cái phần ngay cái cuống trái nó rớt ra và nó không bị hư cái cuống, cái mù nó vẫn còn trắng, có nghĩa là nó không phải do bệnh mà nó do một cái hiện tượng là do chúng ta bị mất cân đối về dinh dưỡng, đặc biệt là cái vi lượng. Nhất là khi mà chúng ta sử dụng cái phân lân quá cao thì thường nó sẽ gây ra thiếu một cái chất dinh dưỡng mà nó liên quan tới cái đầu khô, cái đầu trái khô, cái cuống trái là thiếu chất đồng. Và khi mà thiếu đồng thì người ta thấy cái hiện tượng là cái trái nó khô, nó chết ngược, có nghĩa từ cái đầu cuống trái nó khô ngược vào trong một đoạn, rồi sau đó nó khô và sau đó có thể là đeo cái trái luôn, hoặc là nó rụng cái trái xuống. Trường hợp thứ hai là nếu như anh không có bón phân lân cao mà anh bón đầy đủ vi lượng mà anh thấy cái cuống nó vàng rồi sau nó khô và nó đen và nó lây qua bên cái cuống trái, làm cho có cái vết bệnh trên cái cuống trái, thì chúng ta lại nghĩ ngay cái chuyện là nó bị bệnh. Thì một số cái nghiên cứu gần đây thì người ta thấy là trên cái bệnh mà gọi là khô đầu cuống, khô đầu trái, khô cái cuống trái thì do một cái loại nấm. Một số thì người ta đặt ngờ là nó không phải là do nấm mà do một loại là cái phô ma. Thì các cái nhà nghiên cứu người ta cũng đang tìm xem cái biện pháp do cái loại nào để người ta đưa ra cái sản phẩm để người ta phòng trị. Tuy nhiên thì có thể tư vấn thêm anh là trong cái trường hợp mà mình chưa có biết được nó là do cái nấm bệnh gì tấn công thì mình cũng có thể sử dụng một cái sản phẩm mà mình có thể là thử để quản lý, là cái sản phẩm đô mắt. Thì anh có thể dùng cái đô mắt anh để là anh phun, thì anh kiểm tra lại xem nếu như cái hiện tượng mà nó đen và nó không có nó hết cái khi mà nó mới vừa vàng mà phun mà nó không chuyển sang đen, có nghĩa là nó quản lý tốt cái đó, thì anh có thể dùng cái đô mắt anh sử dụng được.
Đây là một sản phẩm mà có khả năng trị được một số cái nấm bệnh như là cái thán thư, hay là cái nấm bệnh như là rỉ sắt ở trên cà phê và trên một số cái cây trồng như là cam quýt, và nó cũng có thể trị được mọi người được một số cái bệnh như là nấm hồng, vân vân. Thì đó là một trong những cái tư vấn thêm cho anh, nếu mà anh có thể sử dụng để phòng trên cái nhiều cây trái mình. Xin chúc anh thành công. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt ạ. Thưa bà con, thì chương trình rất là hy vọng bà con mình khi điện thoại vào chương trình nêu càng chi tiết bệnh hại thì để các diễn giả của chúng ta sẽ có cái giải pháp đưa ra cho bà con mình sử dụng một cách hiệu quả nhất ạ. Tiếp theo thì mời kỹ sư Trương Phan Khải giải đáp câu hỏi cho anh Cao Văn Triều ở Nhị Long, Trà Vinh. Số điện thoại là 0169614540. Nội dung câu hỏi như sau: bưởi còn nhỏ 1 năm tuổi nhưng lá bị đóng mạng đen làm ván, xin hỏi như thế thì có bị ảnh hưởng như gì hay không, và phải làm thế nào để khắc phục tình trạng này? Dạ, xin mời kỹ sư Trương Phan Khải ạ. Kính chào anh Triều cũng như quý khán giả xem đài. Thì hiện nay do cái giá của cái cây có múi chúng ta rất là cao, thì bà con chúng ta phát triển diện tích rất lớn và chúng ta trồng với cái mật độ khá là dày. Ở khu vực từ Vĩnh Long về tới Trà Vinh thì ngoài cái bưởi bà con cũng trồng cam rất là nhiều với cái mật độ rất là cao. Thì trồng như thế thì chúng ta sẽ quá dày trong đất, và đặc biệt là chúng ta sẽ bổ sung dinh dưỡng rất nhiều để mà giúp cho cây mau phát triển và chúng ta khai thác sớm. Thì như thế thì nó sẽ có rất là nhiều cái đối tượng bà con chúng ta sử dụng cái lượng đạm quá nhiều cũng như là phun những cái chất kích thích sinh trưởng liên tục, thì nó sẽ giúp cho cây phát triển manh. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái nấm rong cũng như là cái nấm bồ hống nó sẽ làm tấn công ở trên những cái lá ở mặt dưới lá, và đặc biệt những lá ở dưới chân nó sẽ không có đủ ánh sáng, ẩm thấp, nó sẽ phát triển rất nhiều. Thì đối với những cái triệu chứng này thì chúng ta cũng hạn chế được cái lượng phân đạm bón quá nhiều để mà nó gây ra cái triệu chứng bệnh phát triển nhanh hơn. Chúng ta cũng trồng với mật độ vừa phải để làm thế nào trên vườn chúng ta phải thông thoáng và ánh sáng lọt được vào. Và khi đã có xuất hiện rồi thì anh Triều cũng như bà con chúng ta cũng nên là quản lý bằng cách thuốc bôi thực vật thôi. Thì đối với cái nấm bồ hống cũng như là đốm rong đóng ở trên cái mặt dưới lá cũng như có thể đóng luôn trong thân, thì như trần đầu chúng tôi đã chia sẻ thì anh có thể sử dụng sản phẩm Isocop với liều 2 gram cho lít nước, anh phun đều trên cái cây, vừa quản lý tốt được cái bệnh ghẻ loét và quản lý luôn được nấm bồ hống cũng như là đốm đồng tiền, đốm rong trong thân. Thì anh phun kỹ và phun định kỳ, đặc biệt trong cái mùa mưa này thì chúng ta phải phun liên tục trong cái giai đoạn mà áp lực bệnh cao, thì chúng ta có thể rút ngắn thời gian lại khoảng 7 đến 10 ngày. Chúng ta phải lặp lại lần thứ hai để mà cái hiệu quả thuốc nó tốt hơn và nó quản lý cái nấm bệnh sạch hơn. Thì hy vọng là với cái tư vấn như thế thì anh Triều cũng như bà con chúng ta sẽ quản lý tốt cái bệnh đốm rong cũng như là nấm bồ hống trên cây mình. Dạ, xin cảm ơn kỹ sư Trương Phan Khải ạ. Và một câu hỏi mà chương trình nhận được từ một khán giả ở tận Gia Lai là anh Trần Thanh Đức, số điện thoại là 0988153248. Nội dung câu hỏi của anh như sau: cây tiêu 5 năm tuổi phun Silimax có được hay không, và nếu được thì cách phun như thế nào, rồi liều lượng phun ra sao? Thì mời tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt sẽ tư vấn cụ thể hơn ạ. Xin chào anh Đức. Thì chắc có lẽ đây là một cái trường hợp hơi đặc biệt trong cái chương trình hôm nay, thì cây ăn trái chúng ta lại nói sang cho cây tiêu. Thì thôi thì anh hỏi thì tôi cũng xin trao đổi thêm với anh một vài cái ý kiến như này. Silimax nó là một sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ, thì tất cả các loại cây trồng đều chúng ta có thể sử dụng được hết, không có loại trừ cây nào hết. Bởi vì dinh dưỡng thì khi cây nó thiếu thì chúng ta phải bổ sung. Và đặc biệt thì trong cái sản phẩm Silimax thì nó lại có ba cái chất là kali, canxi, silic. Ngoài cái chuyện nó bổ sung dinh dưỡng rồi, nó còn tăng khả năng đề kháng đối với sâu bệnh nữa. Rồi nó lại là tăng cái quá trình là giúp cho cái cây nó chịu đựng được cái điều kiện thời tiết bất lợi giống như là hạn nóng, vân vân. Như vậy thì trong cái vườn tiêu của anh là cây 5 năm tuổi thì nó đã bắt đầu là cây giai đoạn cây kinh doanh rồi. Thì anh có thể là phun cái Silimax cái giai đoạn là khi mà cái cây nó ra đọt non, để mà giúp cho cái đọt nó khỏe, nó chắc, cái cành nó mập. Thứ hai nữa là anh có thể là phun cái Silimax ở cái giai đoạn mà sau khi nó đậu quả, lúc đầu là nó giai đoạn mà nó nuôi hạt rồi đó, cái quả nó to thì khoảng từ tháng 7, tháng 8 khi mà bắt đầu, khi mà tháng 4, tháng 5 bắt đầu nó cho cái chủ qua, khoảng 7, tháng 8 khi rồi cái nó phát triển quả để mà nó giàu chắc, thì anh có thể bổ sung cái Silimax giai đoạn này để giúp cho cái quả quá trình mà giàu chắc nó tốt hơn và cho cái chất lượng của nó ngon hơn. Bởi vì trong đó nó có bổ sung cái canxi, nó giảm được cái vấn đề rụng quả nè, nó bổ sung cái kali làm cho cái hạt nó chắc hơn và nó tăng cái chất lượng của cái hạt hơn. Ở cái liều lượng dùng thì ở đây thì anh có thể sử dụng là 3cc cho một cái lít nước, có nghĩa là từ 2 tới 3cc cho một lít nước thì anh có thể là phun cho cái cây trồng của mình.
và đặc biệt anh cũng có thể phối hợp cái Silimax này với cái sản phẩm là bơm lơ để anh phun, và vừa nó cung cấp cái dinh dưỡng mà vừa kích thích cho cái cây nó tăng khả năng đậu quả, giảm cái vấn đề sốc điều kiện thời tiết, hoặc là trong điều kiện mà anh có thể phun chung với cái thuốc mà trừ sâu để anh quản lý con sâu ở trên cái tiêu thì anh cũng thể pha chung với Silimax để anh phun, để vừa quản lý được sâu mà vừa cung cấp được cái dinh dưỡng cho cây. Xin kính chào anh. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Hoàng Kiệt ạ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Nguyễn Duy Phương ở Chợ Lách, Bến Tre. Số điện thoại là 0985 811 957. Và câu hỏi này thì chúng tôi mời kỹ sư Trương Phan Khải sẽ có những cái tư vấn cụ thể ạ. Cây sầu riêng bị nấm nổi trên bề mặt da, cạo ra thì thấy có đốm đỏ giống như bị xì mũ và lây sang các cây khác. Xin hỏi có loại thuốc nào phòng ngừa hay không? Nếu có xin hướng dẫn cách phun xịt. Với một câu hỏi rất chi tiết như vậy thì cũng hy vọng là kỹ sư có những cái tư vấn cụ thể cho anh ạ. Kính chào anh Phương cũng như quý bà con. Thì đối với cây sầu riêng mà nó có những cái đốm trên bề mặt thân cây màu hồng cũng như là trên lá, ở dưới mặt dưới lá, thì do những cái cây sầu riêng chúng ta thường thường đối với những cái vườn trồng lâu năm thì cái lớp thân cũng như là cái thân gỗ nó đã quá bần rất là nhiều, thì nó sẽ rất là dễ có những cái nấm bệnh nó sẽ xuất hiện, đặc biệt là những cái đốm rong cũng như là cái nấm nấm hồng và cái rỉ sắt nó sẽ tấn công rất mạnh ở trên cái sầu riêng như thế này. Ngoài cái hiện tượng bị xì mũ thì nếu mà đã xì mũ thì anh thấy nó trên thân nó sẽ xì mũ ra, là cái cây sầu riêng nó phát triển không tốt và cái bộ lá nó kém đi. Thì đối với cái hiện tượng mà nấm hồng như rỉ sắt này thì anh cố gắng anh sử dụng những sản phẩm đặc trị cái đốm hồng hoặc là rỉ sắt để anh phun. Thì ở đây với trường hợp này chúng tôi khuyến cáo anh nên sử dụng sản phẩm Domac 40ME của tập đoàn Lộc Trời phân phối. Đây là một cái sản phẩm mà rất là hữu hiệu để mà quản lý cái rỉ sắt cũng như là cái nấm hồng trên hầu hết các nhóm cây ăn trái. Đặc biệt đối với sầu riêng thì hiện nay hai cái đối tượng này cũng bị tấn công rất là nặng. Thì anh sử dụng cái sản phẩm Domac 40ME này với cái liều là 2C cho 1 lít nước. Anh phun đều ở trên cái cây ở trong những cái giai đoạn bệnh xuất hiện, và đặc biệt thì ở trong mùa mưa anh cũng nên phòng ngừa như thế này. Thì đây là một sản phẩm rất là mới, có một cái hoạt chất rất mới là cái tetraconazole và cái dạng thuốc là ME. Thì khi chúng ta phun thì nó sẽ phủ đều trên bề mặt lá và khả năng diệt cái nấm bệnh này rất là tốt. Thì với sản phẩm này thì hy vọng là anh Phương cũng như là bà con nông dân là quản lý tốt cái nấm hồng và cái rỉ sắt trên cây sầu riêng của mình. Dạ, xin cảm ơn kỹ sư Trương Phan Khải ạ. Thưa bà con, hiện tại thì trên tay Kim Hiền cầm rất là nhiều cái câu hỏi mà bà con từ khắp tỉnh thành gửi về. Nhưng do thời lượng chương trình có hạn cho nên có những câu hỏi mà chúng tôi không thể trả lời trực tiếp trên sóng. Chúng tôi sẽ cố gắng chuyển đến bộ phận kỹ thuật của các cán bộ tập đoàn Lộc Trời sẽ có những tư vấn cụ thể hơn cho bà con mình. Và sau đây thì xin mời kỹ sư Trương Phan Khải sẽ công bố ba khán giả đã nhắn tin đến chương trình và đạt được cái phần quà của nhà tài trợ hôm nay ạ. Kính chào bà con, với cái câu hỏi của chương trình kỳ này thì cái đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, là sản phẩm bơm lauer giúp cho cây trồng chúng ta ra hoa cũng như là nở hoa đồng loạt. Thì xin chúc mừng ba khán giả đã được bình chọn. Đầu tiên xin chúc mừng anh Cao Minh Phát ở Vũng Liêm, Vĩnh Long. Số điện thoại là 0120 8834592. Khán giả thứ hai là anh Nguyễn Minh Đạt ở Châu Thành, Bến Tre, có số điện thoại là 0169 903 4851. Khán giả thứ ba là Lý Hà Thanh ở Cai Lậy, Tiền Giang, có số điện thoại là 0127 983 7543. Và quà chúng tôi sẽ gửi đến các khán giả này qua số điện thoại và liên lạc qua đường bưu điện. Dạ, xin một lần nữa thì chúc mừng ba khán giả đã có câu trả lời đúng và nhắn tin sớm nhất để được nhận quà từ nhà tài trợ trong tiết mục Đố Vui kỳ tháng 5 năm 2017. Thưa bà con, chương trình nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng kỳ này đến đây là hết. Và chương trình sẽ được phát lại vào lúc 15h30 đến 17h thứ ba ngày 16 tháng 5 năm 2017. Kính mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.